Tại vì hồi trước nó minh bụng cho chị Thu Liên là chị thật sự là chị Liên không có lớn hơn chị bao nhiêu tuổi. Chị là chị nghệ thuật. Vì ngày xưa đó Minh Phụng có đi chung chị Phương Liên vào năm 1964. Lúc đó chị Phương Liên hát ngoài sân khấu, Minh Phụng còn ngồi trong đánh gà coi chứ chưa có hát. Nói tiếng đi chung chứ ngồi coi chứ chưa có hát. Thì hôm nay cũng được cái dịp là vinh dự đứng đây để mà tặng chị cái dương liệu này. Dạ, Minh Phụng cũng không biết nói gì hơn là kính chúc chị được nhiều sức khỏe để mà phục vụ cho đời và cho tất cả khán giả ở khắp nơi trên thế giới này. Vậy thôi. Là trong cái nghệ thuật cái lương thì có cái truyền thống là người đi trước dầu có nhỏ tuổi hơn thì cái lúc nào thì cũng quay là đàn anh và đàn chị. Đó là cái điều mà Phụng Liên cảm thấy hạnh diện trong cái giới nghệ sân khấu nghệ sĩ cái lương của chúng tôi. Minh Phụng và Phụng Liên không có đứng chung được chung sân khấu nhưng mà đã quay video cũng như đã câu dĩa rất là nhiều. Mà những cái vở mà người ta nhớ nhất là Minh Phụng với Phụng Liên trong vở gì em cũng nhớ rồi ha. Dạ, lấy chồng xưa làm. Lấy chồng xưa làm. Dạ. Rồi trong cái dĩa là gì? Dạ, áo dũng cơ hàng. Áo dũng cơ hàng. Xin cảm ơn Minh Phụng và chúc Minh Phụng được nhiều sức khỏe. Quan trọng là sức khỏe. Dạ. Dồi dào để Minh Phụng mình đã qua đây hát với chị Phụng Liên nữa. Dạ. Và bây giờ thì Minh Phụng cũng xin phép trước phút tạm chia tay, Minh Phụng sẽ hát lại hai câu vọng cổ mà bà con cô bác thường yêu cầu Minh Phụng hát. Đó là hai câu vọng cổ trích trong vở cải lương Xin Một Lần Yêu Nhau. Xin cảm ơn. Mình đôi nơi, tình đôi nơi, người ơi tình ta giờ đôi nơi. Tiếng đưa người nghe sầu vẫn miên. Thủy ơi, có lẽ Thượng Đế sanh ra ta là đặt ta nhằm một ngôi sao. Vì thế nên cuộc đời ta lao đao khốn khổ, chỉ xin một lần yêu nhau mà không được nói bao giờ. Để đến hôm nay thì tất cả đã muộn rồi, ta sẽ chết trong âm thầm lặng lẽ, còn nàng thì sẽ cất bước vô. Cũng là do nơi định số mà mỗi một đời người đều phải nhận một hoàn cảnh riêng tư. Thủy ơi, anh yêu em và yêu mãi mãi, dù mai đây mình không còn gặp nữa bao giờ. Còn yêu nhau và còn nghĩ về nhau thì hãy cố tạo cho cuộc đời mình nhiều hạnh phúc. Ta dù chết đi nhưng ta vẫn cầu mong cho đời của Thủy được bình yên trong cuộc sống sau này. Mong ước hai còn xanh và đời Thủy hai còn dài, hãy cố tạo cho mình một tương lai đổi khác, rồi đây Thủy sẽ theo chồng về nơi xứ lạ trời xa. Hãy quên bỏ đi chuyện thầm vũ ngày xưa, vì trước hay sau nó vẫn luôn khờ khạo.
một cái gì không có, còn hiện tại thì đã đánh mất người yêu. Xin thật cảm ơn rất nhiều và cảm ơn Diệp Thảo. Mà tôi là người thay mặt quan phủ, tôi bảo ông không được quyền hát, rõ chưa? Khi nào có lệnh mới mở màn. Xin lỗi ông tên gì? Không biết tên hả? Đâu tôi biết là tôi nói với quan phủ. Coi nè. Ủa, đâu tôi có hỏi ông tên gì đâu, hỏi cái lưỡi ông đâu. Ông le lưỡi gì ạ? Lính le. Le anh le. Lính le, le. Hiểu chưa? Được rồi. Ra lệnh ông đặt hai cái ghế bên đây. Bên đây. Cho ông bà phủ ngồi. Hai ghế bên đây. Cho cậu Tuấn với cậu Thanh ngồi. Được rồi, lên chưa? Lên đang veo. Rồi tôi. Quan phủ có gì đâu, cái chết rồi, veo. Xong chưa? Được rồi, đó rồi. Để bắt hai ghế bên đây nè. Bắt hai ghế bên đây rồi. Bắt hai bên đây. Hai ghế bắt lên. Rồi đó, chỗ đó cũng được rồi, đó rồi. Rồi sao rồi? Để hai ghế đó. Hai này chưa? Rồi được rồi, để nguyên vậy cho tôi. Được rồi. Khi nào ra lệnh mới mở màn, hiểu chưa? Đúng rồi, nghe nghe lời không nghe. Đúng rồi. Quan phủ này không chịu đó nghe. Chậm chạp làm sai lệnh hết trơn rồi. Muốn hát thì phải đợi lệnh chứ. Tự nhiên hát ông 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 à. Lạ lùng thật. Đỡ quá cái số. Một người mà ngồi hơn hai ghế. Cái số. Gì thổi tao mày? Mày thổi tao vậy? Đúng rồi. Đứng lên chị, ghế ta ngồi có hát bị đứng lên. Có ai ngồi không? Ghế ngồi chứ có ai gì? Ghế này của ông bà phủ. Ông bà phủ hả? Mày không được quyền ngồi chỗ này. Thì nói mới biết chứ. Ừ. Không ngồi chỗ này, ngồi chỗ khác. Bên đây cũng có, có đó cái số. Ghi cũng hai cái thôi, một người ngồi hai cái rồi bị bà phủ hả mày? Ê mày mắc phong thổi hả mày? Ta ngồi ta vừa mấy ngồi tao mày khỏi tao đứng lên mày. Ai cho mày? Cái này lạ thiệt đó nha. Làm gì vậy? Mày giỡn mặt cái tao phải không? Mặt mày sao giỡn được? Ghế này là ghế của cậu Tuấn. Ghế này là ghế của quan phủ. Rồi tao ngồi... được ngồi đâu hết. Rồi tao ngồi đâu? Mày ngồi đâu tao nè. Người xuống đi tao ngồi. Tao bắn mày á. Mày bắn đi súng giả. Súng này thợ mộc làm tao đặt mà. Súng giả hả con? Ờ. Tao còn súng thiệt để trong mình nè. Mày đừng có xạo. Mày lên bên tao bắn mày đó. Mày giỏi mày bắn đi. Ờ. Hăng vợ không mà mày hù tao không à. Mày bắn đi. Mặt cho tao hả? Giữa ai giống mày tao ngồi đâu? Mày muốn ngồi đâu mày ngồi ra sao ngồi kìa? Hoặc là nằm dưới này ngon khó lên. Ra làm sao ngồi hả? Ờ.
rồi tao phải mua bạn hả mày? Mày nói nhiều đó là thiệt rồi. Cậu hai tới. Cậu hai đẹp trai quá. Cậu hai ngồi đó đi cậu hai. Em đứng kế bên cậu hai em coi. Em ngồi đây luôn nha cậu hai. Ngồi luôn. Mày thổ hoài mày. Ai cho mày ngồi đó? Trời đất ơi, cậu hai cho tao dây cho. Cậu hiểu mặt nha. Tại vì cậu hai hả? Chứ không có cậu hai hả? Làm thiệt mày một cái bùng. Mày bắn đi, súng giả rồi, cái hù quá. Chân mặt cái tao. Cậu hai. Cậu hai ngồi đây coi hát hay lắm cậu hai. Cô Đào Hai Xuân là hát hay ăn đứt mấy cô Đào cánh hát khác luôn đó cậu hai. Ôi. Cậu hai coi, cậu hai mê liền á. Hát sướng mà coi cái nỗi gì cũng biết nữa. Vậy thôi để em vô em mời cô Thanh ra đây nói chuyện cậu hai. Thôi. Tôi đang bực mình cô ba trọng cho nên tôi mới ra đây đây nè. Ủa sao kỳ vậy cậu hai? Nói coi hát là cậu hai cũng không chịu. Rồi em mời người đẹp ra đây nói chuyện cậu hai cũng không chịu. Coi chừng cậu hai bị cái bệnh là thần kinh lãng quạng là cậu hai. Không có thần kinh lãng quạng gì hết trơn á. Tôi chán á. Là vì tôi chẳng có yêu Thanh như anh đã tưởng. Mà ba tôi cứ ép buồn, buộc tôi nhận lời làm rể chỗ giàu sang để ba tôi hạnh diện cho nàng. Cậu hai ơi, đi phụ mà kết xuôi gia với hội đồng thì còn gì mà cậu trai yên của ông. Cậu không yêu cô Thanh thì đến ta đất hành. Hay là cậu chán cái cảnh sống giàu sang. Chứ cậu với cô Thanh đã học chung một nhà. Lẽ nào cậu quên kỷ niệm thời xuân. Cô Thanh tuy học giỏi lại giàu. Cũng phải có một cái nguyên do nào đó ha cậu hai ha. Dạ. Dạ cậu hai. Bà trời ơi, thằng này nó không thổi rồi trời đánh nó sao vậy không biết nữa. Mày thổi hoài đi mày. Tới kìa. Mày thổi nhỏ nhỏ thôi. Mày thấy cái bác kia vừa mới cầm cái đũa mới gắp mày thổi mày để xuống mày thấy không? Mày nói gì quá. Ông bà phụ tới thấy không? Mày phải tôn trọng chứ. Tôn trọng sao? Như ăn. Có ông bà phụ tới kìa. Dạ, ông bà tới. Dạ. Đi coi hát đi. Dạ vâng. Chào bà. Bầu đâu ra biểu là quan phủ tới rồi. Làm đó đâu đây. Trời đất ơi, đương hát rồi mang ra trời phủ ghê. Quan phủ tới kìa. Mà quan phủ lên à. Dạ 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 dạ. Thưa bà ngồi đây nha. Bầu á bầu. Dạ dạ. Dạ đi vua. Hả? Dạ vua quên. Dạ bầu bị tôi làm vua. Dạ. Nhưng mà sao rồi chưa hát vậy? Dạ bẩm quan phủ, hồi nãy đó quan phủ ra lệnh hát cho bà con cô bác coi. Tôi nghe lời quan phủ kéo màn lên hát thì hát tới mà Lưu Kim Đính đến cửa ải thứ ba đó. Thì ông này ngưng nè. Giải lao không phải giải lao ông biểu dạ. Ngưng lệnh của ông không ai dám cãi hết trơn á. Thành thử ra tôi phải ngưng lại để chờ quan lớn tới. Sao kỳ vậy le? Dạ. Tại sao lệnh tao biểu hát mày biểu ngưng? Đó lệnh dạ. Ông nói vậy đó. Thưa quan phủ, vậy là mày ngon hơn tao rồi. Dạ không phải đâu, tại vì quan phủ ra lệnh chừng nào có mặt thì quan phủ mới mở màn. Thôi bầu dạ. À. Dạ. Hát tới chỗ đó cũng gần giảng rồi. Dạ. Thôi hát tiếp luôn cái lớp mà Lưu Kim Đính nó tới cửa bắt nó gặp chồng nó đi. Gặp đi. Dạ bây giờ hát tiếp tục ha. Dạ. Ủa mà. Dạ. Làm gì đây? Dạ vua. Vua hả? Dạ vua. Để quan coi. Dạ con nhìn coi. Vua hả? Dạ. Mão vua nè. Dạ tướng và với vua đó. Râu vua phải không? Dạ râu vua nãy lúc mang vua. Dạ. Áo vua phải không? Áo vua. Ủa sao dưới chân đi guốc? Chân làm ruộng. Dạ. Bận quanh lớn. Dạ bị nghèo, gánh hát nghèo quá. Rồi cái đùi hiền nó rách quá mà tôi có tiền mua. Mà đi mua góp họ không chịu cho góp. Dạ. Tội nghiệp cái hát nghèo quá. Dạ cái hát nghèo quá. Rồi ráng hát cho hay đi. Dạ. Rồi mai ghé nhà quan cho đỡ đô bốt mang hát nha không. Dạ đội hơn quan lớn. Rồi hát tiếp tục. Bây đi. Giờ tiếp tục vô hát đi. Các bạn cửa ải thứ ba. Có chút gì không? Dạ bây giờ dạ xin thay mặt cái hát tầm xuân. À. Dạ tôi với vợ tôi và toàn ban á cầu chúc cho quan phủ với bà phủ được tiêu diêu nơi miền. Bảy. Quên bây giờ được bách niên giai lão. Dạ, an khang trường thọ. An khang trường thọ. Làm bao dạ, văn chương dạ. Vậy cho trời nó tà bậy. Tại ông ngưng tà bậy trùng ta chết rồi. Hát tiếp bây giờ hát đi. Rồi bây giờ tôi hát tụi bay ơi, hát tiếp tụi bay ơi.
Rồi. Chỗ thần quái dẹp giặc nam á đường á tan quang
lực kiệt, sanh tử vẫn không sờn. Âu là sách đại đao xong lướt xa trường, đến trung ương trận cùng Dư Hồng vào chiến. Chưa, không tin. Nàng không tin ta, nàng không tin ta tự giận ta, ta chết cho nàng coi nè. Cái quạt mà chết cái gì? Cái quạt mà chết cái gì không biết nữa. À, ta thử lòng nàng, nàng cười tức là hết giận ta rồi phải không? Lưu Kim đứng ta. Hương kinh hoa ngạt ngào quá khắp dương
sao làm chàng mãi mãi không xa. Chiêm đình sao làm chàng mãi mãi còn mà xa. Mày đâu rồi Le? Trời ơi, bộ giảng hát rồi hả Le? Dạ thưa bẩm quan phụ. Giảng chưa? Sân khấu im ru là coi như nó nghỉ rồi đó. Giảng rồi hả? Dạ. Ô bị hay quá đi. Dạ. Quan coi say mê với bà con luôn, tưởng đâu dạ. Chưa giảng chứ. Dạ. À, kêu cho bầu ra đây. Dạ, để con kêu. Lên đây bà. Bầu đâu? Dạ, có đây. Ra lãnh lương nè. Lên đây bà. Lãnh lương. À. Nghe có tiền cái mặt từ rối ha. Dạ lãnh lương hả? Lãnh lương dạ. Bầu đây ha. Dạ nãy vui chứ giờ dâm nè. Bầu ơi bầu dạ, dạ. Hát hay nha. Dạ. Hay lắm mà dạ. Bà con ai cũng khen á. Dạ, vậy riêng quan là quan thưởng đó. Le à, giúp cho đoàn hát ta đem mấy cái gươm vô đi con. Dạ 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 để đó con. Nè nhớ nha không dạ. Cho đào kép nó ăn uống đầy đủ đi dạ. Chứ quan thấy đứa nào nấy ốm nhôm xanh dờn hết trò trơn dạ, hả? Dạ bẩm quan phủ sợ dĩ mà đào kép của tôi nó ốm đó. Sao vậy? Là vì mấy tháng này mưa gió quá hát không được. Dạ với mấy ông mạnh thường quân không có giúp tiền. Thành nữ ra tôi cho nó ăn cháo cốc không à. Ừ, ăn cháo vậy? Cốc đã được tôi cho ăn cháo ảnh hương thì nó ốm lắm. Gì bởi vậy dạ. Thôi bữa nay quan thưởng tiền nhiều vậy đó ha. Dạ mà với bà con có bác tao coi đầy rạp đó thấy không? Dạ mà không biết luôn. Mua cơm ngon rồi cho đào kép nó ăn nha không? Dạ. Có tính tôi tính mua đôi hia mà không biết bà quan phủ cho gì đủ mua đôi hia không? Hè. Quan cho là dư. Đưa đây hả? Đưa đây nữa tiền. Thôi rồi bây giờ nhớ nghe không? Dạ. Quan dặn thì cho đào kép nó mập lên nó hát rồi. Dạ. Đủ đẹp quá. Quan về nha. Dạ, thưa quan phủ. Dạ bà phủ với quan phủ về. Về lấy. Dạ. Đủ quá. Nè. Gì? Nè. Gì? Đó là cái kiếm nãy nè. Cái gì rồi sao? Thấy con bầu nghèo tội nghiệp quá. Bây giờ vậy nè, lấy con dài này đưa này đưa cho tôi. Đưa đi đây. Dạ bóng qua phủ đây làm tiền. Dạ chú chỉ lính lê làm tiền. Tao đổi tiền không? Trời làm gì la dữ vậy? Tao đề nghị đổi dài chứ làm gì hổ lộ đâu. Trời ơi, trái dài này khó chịu. Đúng quá trời, quá đất. Quá em theo không có kịp luôn à. Ở trọng ta thay đồ mà cậu hay. Hay quá phải không cậu hai? Dạ cậu nghe em nín thôi. Hồi đó giờ tôi mới thấy đó. Vậy hả cậu hay? Hát hay quá à. Hay lắm em nói. Người ta hát như vậy chắc mệt lắm hả anh? Trời ơi mệt lắm mà nhiều khi không có đủ tiền đi chợ nữa cậu. Nhưng mà người ta hát như vậy đó mỗi đêm có đủ sống không? Trời em nói cậu hay đó. Nhiều khi không đủ tiền đi chợ nữa đó. Khổ dữ lắm. Nhưng mà cái nghề ta phải làm thôi cậu hai hiểu không? Vậy à. Dạ. Nè bây giờ anh cầm tiền này nè. Anh nói là tôi cho mấy anh em cái gì dạ mấy anh em trong đoàn hả cậu hai trời cậu hai tốt quá cho mấy anh em trong đoàn rồi em đem cho liền nè nè anh chích dạ còn số tiền này đó dạ anh nói tôi cho cô gì mà đóng vai Lưu Kim Đính hồi nãy đó dạ cô Hai Xuân dạ cho cô Hai Xuân cái này của cô Hai Xuân cái này của anh em anh em Hai Xuân Hai Xuân anh em ơi trời ơi nè cậu hai cho tiền này nha uống cà phê nha đó chia ra mấy anh em ha còn cái này là của cái kia bãi ơi trời ơi Vinh ông phủ lớn quá bãi ha trời ơi ba mở đây thêm tháng nữa chắc ba phập quá chào cô dạ chào cậu dạ à xin lỗi dạ cậu đây có phải là cậu hai con của ông quan phủ không à dạ phải à trời ơi hèn chi nhìn cái tướng đi dáng đứng của cậu trời ơi sao mà nó sang thiệt là sang vậy đó cảm ơn cô quá khen dạ dạ thưa cậu dường như là cậu đang đợi ai trong cánh hát hả dạ tôi đang đợi người nhà của tôi vậy tưởng cậu đợi ai thì để em gọi giùm cho à, cảm ơn cô khi nào cần là tôi sẽ nhờ đến cô mà dạ ê mà cậu có muốn làm quen với ai trong cánh hát không em giới thiệu cho cảm ơn cô dạ cảm ơn cô
Dạ không có làm quen với ai hết dạ, hả? Dạ dạ dạ. Thôi xin phép cậu ha. Dạ. Ủa sao kỳ ta? Đứng đợi mà nó không làm quen với ai. Không lẽ đợi mình? Dạ. Dạ thưa cậu. Hồi nãy cậu có coi hát không? À có. Hồi nãy cô có hát không? Dạ có. Hồi nãy cô đóng vai gì? Dạ đóng vai Lưu Kim Đính. Hả? Lưu Kim Đính? Ủa? À, không. Không phải. Lưu Kim Đính là cái vai đó của em. Nhưng mà bữa nay tại vì có ông quan phủ coi á, cho nên em nhường vai em cho nhỏ nó đóng á. Con bầu. Vậy à? Dạ. À, rồi chừng nào cô mới hát? Dạ mốt nha. Mốt mời cậu lại coi. À, ngày mốt cô mới hát? Dạ. À, cô hát vai gì, tuần gì? Dạ em hát tuần Chung Vô Diệm. Chung Vô Diệm? Dạ. Tuần Chung Vô Diệm cô đóng vai gì? Dạ Chung Vô Diệm vai chánh. Là vai gì? Dạ vai Chung Vô Diệm á. À vai Chung Vô Diệm. Dạ. Mà cô hát Chung Vô Diệm lúc xấu hay là đẹp? Trời em mà đời nào chịu đóng xấu. Em là phải đóng đẹp em mới đóng mà. Em đóng mà lúc cái màn mà Chung Vô Diệm mà hết cái gì đó. Rồi cái hết cởi lớp đó. Cái bắt đầu lúc đó cái em xuất hiện ra đẹp thật là đẹp. Cái em cái Quân Dương. Cái kéo màn lại dạng. Ủa sao lẹ vậy? Dạ đào chánh đâu cần hát nhiều, xuất hiện một chút là ghi dấu ấn liền à. Dạ. Để em nói cậu nghe nha. Trời ơi em nói thiệt nha, em nhờ cái vai đó đó mà đi đâu tao nói em được khán giả thương mến hết trơn nha. Cậu biết không, khi em hát Chung Vô Diệm khán giả vỗ tay nức rập, dạng tuồng họ bám theo em quán hô rần rần như lân quá. Trời ơi chuyện nổi tiếng nó cũng khổ quá chừng à, lại thêm truyền có vài công tử theo em hoài hỏi em xin cưới. Trời em không ưng nha. Trời họ khóc ào ào vậy đó. Vậy à? Dạ trời tội nghiệp hết sức vậy đó. Nhưng mà nói cậu nghe cái chuyện tình yêu á nó khó nói lắm. Người ta thương mình không thương lại biết làm sao cậu ha. Dạ. Em nói thiệt nha, ở đây mà nếu có người nào mà ưng em á cái em ưng liền hả? Trời ơi sao tự nhiên cái em mến chỗ này quá hả? Ngộ ha, cô nó giờ cứ hà hà hoài ha. Cô vui tánh quá. À cô ơi, cô đóng vai Lưu Kim Đính hồi nãy đó cô. À, cổ tên gì vậy? Dạ nó tên Phượng Xuân. Phượng Xuân. Dạ còn em tên Lệ Hiền. À cô đó là Phượng Xuân, còn cô tên là Lệ Hiền. Dạ em Lệ Hiền. À cô Phượng Xuân đó, cổ có chồng con gì chưa vậy cô? Dạ nó chưa có chồng mà em cũng chưa có chồng nữa. Dạ. Chưa có chồng. À cô với cô Xuân đó ai là đào chánh của đoàn này? Dạ em chánh chứ. Dạ em chánh nó phụ à. Cô là đào chánh? Dạ. Vậy à? Dạ anh hát đâu có lợi em đâu. Trời ơi, nhưng mà tại vì nó ỷ nó là con bầu rồi nó có nhan sắc có chút xíu vậy hà mà nó làm phách lắm. Cậu cũng đừng có làm quen với nó. Tại sao vậy cô? Trời ơi, đàn bà con gái gì mà mất nết dễ sợ vậy đó. Trời ơi, cậu biết không? Thấy đàn ông con trai á chưa làm quen với nó, cái tự nhiên nó bóp 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 bóp. Dạ, sao vậy? Cô đừng tới nữa, tới đau quá không biết cái gì đụng tôi đây nè, đụng tôi. Cái cùi chỏ của em. Cái gì? Cái cùi chỏ đụng đau, cái cùi chỏ em đau chết. Cái cùi chỏ của cô đụng ngực tôi tưởng. Tưởng cùi chỏ hả? Tưởng cái cùi chỏ. Tôi nói tưởng cùi chỏ. Hay biết không? Em cũng là đào hát như nói vậy đó. Mà em có nết có nai dễ sợ vậy đó. Yeah. Nhưng mà cô với cô Xuân đó là ai hát hay hơn? Dạ em hát hay hơn nó chứ. Trời ơi, nó hát không có lợi em hát với nó là nó 11 vậy đó. Ai 10, ai 1? Dạ nó 10, em 1 á. À, cô Xuân 10, cô Xuân 1. Không phải, em 1 nó 10. À, cô 1 mà cô kia tới 10 là... Ê, không phải, phải, lộn, trời, xong bữa nay tự nhiên cái thấy trai cái sợ khóc. Em á, em 10, nó 1 chiếu à. À, cô 10. Dạ. Mà cô kia chỉ có 1 lắm. Dạ, nói cậu nghe nha, tại nó ỷ, nó là con bầu. Dạ. Làm phách lắm cậu ơi. Cô đừng tới nó, cô chừng đụng tôi cô. Nhưng mà phách dễ sợ lắm. Cậu em tuồn em hoài hà không cứ chừng nào mà nó đau á nó mới cho em hát. Trời ơi, giá đau dễ sợ mà sao nhỏ này nó không chịu đau cậu. Mà cô giá người ta đau làm chi vậy? Để em làm đào chánh chứ. Vậy à? Dạ em nói cậu nghe, hồi nãy cậu coi nó Lưu Kim Đính rồi phải không?
dở ẹt. Trời đất ơi, Lưu Kim Đích mà ta gặp Cao Quân Bảo, mình gặp người yêu của mình thì cặp mắt mình phải mơ quyền đó, vậy đó. Mà nó không có mơ quyền, lấy coi cái đó mắt mơ quyền. Sao dạ, không mắt mơ quyền nè. Đó vậy. Đây nè, cậu coi em nè, cậu em hát nè. Thí dụ Cao Lăng chứ gì. Cao Lăng, Cao Lăng chàng, Cao Lăng à. Đây cái phòng sao nó hào vậy. Trời ơi, từ nãy giờ, từ giờ tiếp chuyện giùm chị đó, từ giờ hỏi thăm chị quá trời đất. Tao vô nha. Cái cô này đâu phải lệ lệ hiền, phải để đổi lệ ha hề á, đi vô cũng khiều tuôn cái nữa thiệt. Dạ chào cô. Dạ chào cậu. Cô khỏe chưa cô Xuân? Dạ. Tôi thấy cô hát mệt, tôi ái ngại quá. Dạ. Tôi muốn nán lại đây để hỏi thăm sức khỏe của cô. Dạ. À, với lại tôi muốn chia sớt những cái cực khổ của anh em ở trong gánh hát đó cô. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ. À, có gì đâu mà ân với nghĩa cô. Phải nói hôm nay cô diễn rất là xuất sắc. Dạ. Cô hát như vậy chắc cô mệt lắm hả cô? Dạ. Dạ. Phải nói thật đó, tôi ngồi tôi xem cô diễn rất là xuất sắc. Dạ. Cô diễn như vậy chắc cô mệt lắm hả cô? Dạ. Dạ. Phải nói là hôm nay cô diễn rất là xuất sắc. Cô diễn như vậy chắc cô... Ủa sao mệt quá vậy? Cô... phải nói cô diễn rất là xuất sắc, khiến cho tôi mơ màng liên tưởng vào một thế giới thần tiên. Trong đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi điệu nhạc cầm bóng nhạc quang đôi cuốn tâm hồn, và người đẹp ngàn xưa vừa sống dậy ở nơi cô. Cô lắm biệt quay không quy nghi, sông pha giữa vườn giáo trận thiền, không bi lụy yếu mềm giữa tình trường thiết tha. Với vẻ đẹp quy nghi lộng lẫy dưới ánh đèn, cô chinh phục dễ dàng cảm tình đặc biệt của người xem. Riêng tôi đây là lần thứ nhất trong đời, sau khi giảng hát rồi tôi thiết sẽ ngẩn ngơ. Một tiếc màn nhung vội khép lại làm chi, để cho tôi không còn nhìn thấy dáng hình một người con gái đủ sắc đủ tài đã làm lòng tôi sao xuyến. Cảm ơn cậu có lòng cảm ơn lên, chẳng tiếc lời khen chứ nào có xa gì. Một cô đào hát nghèo như em, năm tháng qua mau kéo dài kiếp sống nổi trôi, hát trong miêu định hãy ở chợ xa xôi. Với một ước mơ đơn giản là nuôi sống thân mình và lưu lại chút cảm tình trong lòng khán giả bốn phương. Thật là đáng khen thay, cô có ý tưởng khiêm nhường, những lời không như người ta đồn đại. Cô à, trước đây tôi có nhiều thành kiến, khinh khi những người đi hát ca, nay bỗng chốc đã tiêu tan. Và tôi sẽ nhớ mãi đến cô đó cô Xuân à. Cảm ơn cậu, cảm ơn lòng tốt của cậu. Nay mai chắc có thể là đoàn em sẽ dọn đi nơi khác, nhưng mà em sẽ không bao giờ quên được lòng tốt của cậu hai đối với riêng em cũng như là đối với tất cả các chị em ở trong gánh hát. Cô à. Dạ thưa cậu, đêm đến khuya để em xin phép em đi. Khoan. Về. Cô Xuân ơi, dạ. Để tôi nói với cô đó, để tôi xin cho gánh hát của cô ở hát ở đây cho thật lâu để mỗi đêm tôi đến xem cô Xuân hát. Vì thú thật với cô Xuân đó, dạ. Tôi xem cô Xuân hát rồi đó. Dạ. Ok. Xuân à. Dạ.
cô đó. Ủa dạ. Chào anh. Lỗi cô hai. Dạ, ông bầu nhắn cho cô về ăn cháo khuya rồi mai sáng còn thức sớm đi tập tuồng nữa đó. Vậy hả? Dạ. Xem chút xíu đi em quên. Dạ, dạ xin phép cô hai em về. Dạ. Mà cô Xuân ơi. Em đợi. Dạ. Cô Xuân ơi, giờ chừng nào à? Cô Xuân ơi. Cô hai à. Dạ thôi xin phép cậu hai cũng về nghỉ đi để cho tụi em ngủ, mai sáng còn tập tuồng sớm nữa. Anh ơi, dạ. Hồi nãy anh đóng dây cao quân bảo anh chí gì anh? Dạ tôi chí dân. Chí dân. Dạ à. Chí dân con của ông Tám Dân. À. Dạ. Anh ngủ ở đây hả anh? Dạ. Anh ngủ đây có mình hả? Dạ ngủ mình hả? Không có vợ cậu. Con gì sao? Dạ kép hát nghèo quá, không ai thương hết cậu ơi. Dạ. Hồi nãy tôi xem anh hát á. Anh ơi. Dạ. Nói nghe nè, hồi nãy tôi có xem anh hát á. Dạ. Anh hát hay quá. Dạ cảm ơn cậu. Anh biết anh hay lúc ngay chỗ nào không? Dạ chỗ nào cậu? Ngay chỗ mà anh cầm cái quạt anh đòi tự dẫn đó. Dạ. Ngay chỗ đó anh xạo hay ghê. Dạ đâu phải xạo cậu. Dạ tại tuồng viết vậy với ông bầu vậy sao tôi hát vậy chứ hát cặc ổng giận ổng rầy tôi chết á. Anh à, tôi muốn nán lại đây đó. Dạ. Tôi muốn làm bạn với anh với cô Xuân. Dạ cảm ơn cậu hai, cảm ơn lòng tốt của cậu đối với anh em nghệ sĩ chúng tôi, nhưng mà tôi nghĩ là chúng tôi không có đủ tư cách để mà làm bạn với cậu, cũng như cậu hai cậu không thể nào làm bạn với cô Xuân vì hai đàn cắt ngăn. Chúng tôi xuất thân là những kẻ lang bạc giang hồ, còn cậu chinh chinh đường đường là con quan quyền thế cao sang. Tôi không màng cao sang quyền lực kẻ giật người hầu, tôi chỉ thích sống yên lành giản đơn như một thường dân. Dạ cảm ơn cậu. Tôi ngồi xem các anh các chị đó dưới ánh những lời tiếng ca tôi thấy xót xa. Dạ. Mang kiếp tầm phục vụ cho người ta mà suốt đời chịu mang tiếng dèm pha, gian nan cơ cực không cách đầu nên được. Dạ cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà những lời tán tụng đó tôi nghĩ chỉ để làm vui bụng thôi cậu à. Không đâu anh à, tôi không nói suông đâu. À, tôi tính như vậy nghe anh. Cậu hai tính không có bằng thành kiến của xã hội tính. Người ta đã liệt kê chúng tôi vào thuộc loại rong rêu của cuộc đời, sướng ca vô loại rài đó, mai đây ăn quán ngủ đình gạo chợ nước sông. Ôi thôi đủ thứ hết á. Cậu hai mà làm bạn với chúng tôi thì thiên hạ người ta cười cậu hai không. Chết à. Không ai cười tôi cả. Tôi tính như vậy nghe anh. Sao cậu hai? À, tôi muốn đoàn anh gánh ở đây, anh hát ở đây thật lâu. Dạ. À, để mỗi đêm á tôi đến xem gánh anh hát. Dạ hân hạnh quá. Để ủng hộ đoàn nghèo mà. Dạ hân hạnh quá. Có cậu mà đi xem á, chúng tôi thấy cậu ngồi dưới á nghe, thì chúng tôi diễn càng hăng say hơn nữa đó cậu hai. Anh buồn ngủ rồi hả? Dạ buồn ngủ rồi. Nãy tôi ngồi tôi xem anh, tôi đâu có buồn ngủ. Cậu xem cậu đâu buồn ngủ, người hát mới buồn ngủ. Sáng sớm thức dậy tập tuồng rồi tối còn hát nữa. Thôi cậu về nghỉ đi để chúng tôi ngủ à. Mai sáng còn tập tuồng sớm nữa nghe cậu. Thôi anh ngủ ngon ha. Dạ cảm ơn cậu, chúc cậu ngủ ngon. Dạ. Trước khi bước sang màn 2, chúng tôi muốn mời quý vị nhân kỷ niệm 45 năm ngày nữ nghệ sĩ Phượng Liên tham gia vào nghệ thuật sân khấu cải lương. Hình ảnh về thăm viếng quê nhà. Tại sao có đoạn phim này? Có nhiều người không biết Phượng Liên bắt đầu sự nghiệp cầm ca như thế nào. Tại sao có Phượng Liên ngày hôm nay? Và mời quý vị cho chúng tôi đôi phút để chuẩn bị chiếu lại cho chúng ta xem hình ảnh Phượng Liên về thăm quê nhà như thế nào, qua đó gắn bó cuộc đời ca hát trôi nổi của Phượng Liên như thế nào trong suốt 45 năm chặng đường sân khấu, hay là 45 năm chặng đường của Phượng Liên trong suốt cuộc đời lưu diễn 45 năm qua. Thank you.
Trong cuộc đời của mỗi con người, từ khi còn tấm bé cho đến lúc tuổi xế chiều, chắc hẳn sẽ có những thời khắc mà những gì diễn ra được ghi vào ký ức sâu đậm đến mức không những mình không thể nào quên, mà thậm chí mỗi khi nhắc đến, ký ức đó lại hiện rõ ràng, mới tinh khôi như vừa xảy ra ngày hôm qua. Đối với Phượng Liên, thời khắc đó chính là buổi chia tay với mẹ tại bến Bắc Cần Thơ này, để cùng dì Mười Cơ, bà bầu của Đoàn Tinh Hoa, đi theo tiếng gọi của ánh đèn sân khấu khi Phượng Liên vừa tròn 14 tuổi. Kể từ ngày đó, cầu Bắc Cần Thơ đã trải qua hơn 40 mùa mưa nắng. Trong ngần ấy thời gian, dòng sông Hậu đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện vật đổi sao dời. Nhưng những gì đã diễn ra, bàn tay, đôi mắt của mẹ ngày đó đã đi theo, đã sống với Phượng Liên trong mỗi chặng đường, trong từng lời ca, tiếng hát. Hình ảnh của mẹ đã cùng ở với Phượng Liên trong những nỗi nhọc nhằn, những vinh quang của cuộc đời nghệ sĩ. Ngày ấy, nếu mẹ không cho phép đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình đi theo ước vọng cầm ca, nếu mẹ không nén đau chấp nhận cảnh cô đơn dò vỏ của một quả phụ phải lìa xa nấm ruột yêu quý của mình, thì sẽ đâu có một Phượng Liên như ngày hôm nay. Dưỡng tử mới tri ân phụ mẫu. Má ơi, khi con đã làm mẹ thì con càng thấm thía hơn nỗi đau mà má phải chịu đựng lúc chia tay. Má đã dành cho con một sự hy sinh vô bờ bến. Má, tấm lòng của má bao la và sâu thẳm như dòng sông Hậu mênh mông. Phượng Liên sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ với một cái ngôi nhà trước mặt là cái dòng sông Cần Thơ. Ba của con Liên mất thì con Liên chưa đầy 2 tháng tuổi. Thì còn nhỏ thì là một cô bé mồ côi mà, thành ra sống coi như là rất là đơn độc. Mẹ phải đi buôn bán cái tảo tần thì không có lúc nào Phượng Liên được ở gần mẹ. Gửi cho một cái người dì bạn, kêu là dì nhưng là bạn của mẹ rất là thân. Rồi Phượng Liên có khi nhớ mẹ quá không biết gì hết, ra ở bờ sông Cần Thơ để đứng nhìn những cái lục bình trôi,
những cái con đò, những cái chiếc tàu nó đi qua đi lại, rồi bưng cái thau nước mà đi xuống nè, để giặt đồ cũng như là để rửa thức ăn mà đem lên nhà để nấu, rồi bắt ốc, rồi tìm lục bình trôi để lên chơi nhà chòi một mình. Hồi nhỏ thì rất là cô đơn. Liên học dở lòng ở đây. Ngôi trường lúc xưa thì nó không có được như vậy. Rất là nghèo. Mà trước khi ngồi học là bị mưa dột nữa. Về đây thì không gặp lại ông người trưởng cũ mà cũng không là gặp lại được những thầy cô cũ. Nhớ lại mình cái thời nhỏ như mấy cái em học trò hồi nãy thì nên đã gặp. Cũng tung tăng cũng hồn nhiên. Không có, trong đầu không có nghĩ gì ngoài cái chuyện học hành và vui chơi. Nhưng mà một cái điều mừng nữa là Phương Liên về đây thì giờ thấy môi trường nó khang trang hơn, được khai trường, rồi sân đồ được rất là sạch sẽ, thì cái đó là một cái điều Phương Liên nó rất là vui. Hồi nhỏ thì Phượng Liên là nghe mê nghe đài với lại giữa nhựa, mà ngày xưa mà giữa đất giữa đá gì đó, thì dường như những cái câu vọng cổ của cái miền Tây này đó, là ở đây là những câu hò tiếng hát đó, nó làm như nó ăn sâu vô trong máu, trong tim của Phượng Liên rồi. Rồi khi đi học thì Phượng Liên lại được cái làm lớp trưởng, mà rồi cũng được là khi mà mỗi lần mà đứng chào cờ hoặc là hô khẩu hiệu gì là Phượng Liên là cái người đứng lên để mà hô lên ca hát cho nhà trường, để đại diện nhà trường cho đi thi coi các trường của trong tỉnh. Phượng Liên cũng lấy được nhiều cái cúp để về đem về cho trường. Có lẽ cái tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng kệ của ngôi chùa Giác Hoàng ở gần nhà Phượng Liên, đó cũng là một cái nền tảng về đạo đức. Mỗi lần nghe tiếng chuông thì Phượng Liên công phu, mà gần nhà thì Phượng Liên nghe lúc nào cũng giống như những cái lời kinh kệ, thì cũng như, giống như những cái lời ca hát. Rồi mỗi lần ngày rằm, mỗi lần ngày Tết thì má thường dẫn Phượng Liên đi chùa. Phượng Liên tới chùa để lại Phật. Có lẽ cái đạo lý của Phật đã đưa cái tâm hồn Phượng Liên giữ được khi Phượng Liên rời xa mẹ, mà Phượng Liên không bị biến chất. Ngồi lại nơi đây thì Phượng Liên nhớ lại cách đây hơn khoảng 50 năm, gần 50 năm, 40 mấy năm. Phượng Liên còn nhỏ thì em Phụng Liên ngày xưa đặt chân tới đây để xin bác ba
vô ban nhạc để bác Ba dạy cho biết hát. Thì đây là một cái bước ngoặt đầu tiên mà phải nói là bước ngoặt rất là quan trọng với cuộc đời của Phượng Liên. Để bây giờ Phượng Liên trở thành danh. Cái người bầu đầu tiên, người thầy đầu tiên là bác Ba ở đây. Cái phòng này ở sau lưng đây thì ngày xưa là cái nơi để tập vợt cho tất cả những anh em nghệ sĩ sau này. Mà phải nói cái ban nhạc này không phải ngoài Phượng Liên mà còn có Kim Loan, tức là sau này là Mộng Tuyền, nghệ sĩ Phước Hậu, và còn nhiều người nữa là cũng ở từ cái phòng này tập mà thành danh, trong đó có Phượng Liên. Mà Phượng Liên cũng có cái tội nghiệp như vậy, đi hát ở đâu bao giờ cũng về ghé thăm thầy một chút rồi mới đi. Phượng Liên nó có điểm đó là nó tốt nhất ở trong cái nhóm mà ca hát cái này. Bác Ba cũng thích Phượng Liên, nói người ăn hát có hậu. Khi quyết định cuộc đời đi hát, ở bến phà mà chia tay với má, Phượng Liên không dám khóc. Tại vì sợ má sẽ không cho đi, mà vì mê nghề quá, muốn đi, muốn làm cái sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Phượng Liên đi mà ngoái lại nhìn má mày trắng dằn, không có dám khóc, khóc sợ má không cho đi. Lúc đó cũng hơi buồn, nó tình không mà khóc, nó không cho đi, có một mẹ một con mà nó nở đi, tôi buồn. Đi hát được 8-9 tháng cũng không dám gửi thơ về, tại vì lúc đó vất vả lắm. Đi ra ngoài Trung tới mấy tháng, đi một lần một tới mấy tháng cái gì tới, nó có gì vậy? Lúc đó nó nói con đi mà nghỉ đó, không có tiền lương, thành đâu có tiền về xe. Sau này đó là về cái Tết đó, sau này nó đi hát đó, tôi mới làm cho nó sợ dậy ba chị. Con đeo trong cổ, chừng nào mà con thấy sống không được thì con bán cái đó, đi về xe thăm ở với má. Ngày xưa Phượng Liên đâu có được may mắn, những cái tuổi, cái lớp đời, lớp tuổi mà đi hát của thời Phượng Liên thì không có được may mắn là có trường lớp để dạy, dạy hát. Phượng Liên phải theo học ở đoàn. Mà cũng chính nhờ cái đó mà Phượng Liên có một cái căn bản. Mấy cao ông mời nhưng mà không có ký đồng nào hết á, mà phải làm 300 ngàn. Mà nếu đi hát nửa chừng một năm hay là hai năm mà chưa đủ 3 năm á, thì phải bồi thường 300. Thì cũng đồng ý nhưng mà chưa có bằng giấy chứ, chuyện về nhà đó nó nghe ai nói ông bị cao sao đó, tụi nó không chịu đi nữa. Thành ra tôi không có ký ông bằng giấy tờ. Ông bị cao có vô 3 lần nhà tôi để đưa tiền xe cho nó chở gương đi xuống đoàn qua xe thì không có đi. Nó cũng trở lên Tinh Hoa, nó hát lại ở Mỹ Tho đó. Thì gánh của Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt đi đàn qua sen á, tính lập cánh đó là ghé ra mời nói chuyện xong rồi tôi đi về Cần Thơ thì má của Tuấn Kiệt xuống bằng con trai cho nó về gánh Tuấn Kiệt. Tôi được biết nghệ sĩ Phượng Liên vào khoảng trong lúc đó là có lẽ đúng rồi 1963, trong lúc cô đang cộng tác với đoàn cải lương Tuấn Kiệt. Tôi giống là người hay đi săn tìm những giọng ca hay, những giọng ca mới cho các hãng diễn nhựa như là Việt Hải, Hồng Hoa hay là Hồng Nước vân vân. Khi nghe giọng ca có cô Phượng Liên thì tôi lấy làm vừa ý, bởi vì tôi nhận ngay đó là một giọng ca vàng rất là khó kiếm. Bởi vì nói theo trong điệu nghệ của nhạc tài tử thì giọng ca của cô nó có giọng ca gọi là giọng ca kim pha thổ. Nó vừa trầm buồn mà nó vừa ngọt ngào sâu lắng, nó dễ đem cái buồn mang mát cho người ta mà có lại đầy nét cao sang đài cát nữa. Cho nên qua sau đó tôi mới mời cô về cộng tác với hãng dĩa Việt Hải qua Thái Dương. Thì tôi viết rất nhiều vở cho cô đóng, thí dụ như là Cưới Vợ Cho Vua, Hai Nụ Cười Xuân, Bông Ô Môi, Tội Của Ai, vân vân, Yêu Em Đã Muộn Rồi, và nhất là hai vở võ hiệp, hai võ hiệp độc đáo mà Phượng Liên hát rất hay, là Mùa Xuân Này Cho Em và Ma Nữ Truy Hồn. Cô Phượng Liên là
đào chánh của đoàn kim trưởng. Trước khi tôi nhận xét rằng cô Phương Liên là có thể rằng về hợp tác với Dạ Lê Hương, trên tôi có ý đến mời Phương Liên về hợp tác với đoàn Dạ Lê Hương. Và khi đoàn Dạ Lê Hương về đỡ đó rồi, cô Phương Liên là đào chánh của Dạ Lê Hương. Dạ Lê Hương về không về Phương Liên tạo cho Dạ Lê Hương những cái chuyện nổi bật, có những cái tuồng đặc sắc nhất là cái tuồng Lấy Chồng Xứ Lạ và tuồng Tứ Cố Qua Đường, đã đưa đoàn Dạ Lê Hương lên cái là bậc, nghĩa là cái bằng nổi tiếng. Cái giọng của Phương Liên hả? À, cái giọng nó tốt, nghĩa cái giọng á, ca cái tiếng đầu tới chỗ cũng là rõ. Còn có người ca vậy tới chỗ khẽ em lại, tại ta không có hiểu. Phương Liên tốt lắm, tự nhiên xứng đáng lắm. Có một tờ báo sân khấu thành phố, một người bạn nhà văn nào đã viết cái bài cho tôi để là dấu ấn không trùng lắp. Thì theo tôi nhìn là Phương Liên cũng là một dấu ấn không trùng lắp đối với tôi, và có lẽ cũng là của khán giả. À, phải nói là tôi rất là tâm đắc Phương Liên trong bây giờ nửa đời hương phấn, diễn rất là sâu sắc, tình cảm và chân thật. Mà tôi thì tôi diễn, tôi thích nhất là diễn nghệ sĩ mình diễn chân thật cho cái vai đó. À, hai đứa đã quen với nhau đã lúc hồi 15-16 tuổi. À, lúc đó tuy là hai đứa chưa có thành danh, nhưng cứ mỗi lần đoàn hát này mà đến cái tỉnh đó mà gặp với nhau thì chúng tôi đều thăm viếng lẫn nhau. Đặc biệt nhất á, là tôi và chị Phương Liên không có hát chung, không có đứng chung trên một sân khấu, mà thâu cassette, thâu băng và quay video rất là nhiều. Chị Phương Liên á, thì không có cái tánh mà so đo với mấy đứa em. Chẳng hạn ví dụ như tôi, có lúc thì hãng băng nó phân vai chánh thì chị Liên sẵn sàng đóng phụ, và khi chị Liên đóng chánh thì tôi sẵn sàng đóng phụ, và rất vui vẻ với nhau. Phương Liên rất là nghiêm chỉnh ở trên cái vấn đề nghề nghiệp, và không có bị một cái tôi thí dụ như bây giờ Phương Liên đã nhận lời cái đóng cái vai trò đó cho cái vở tuồng đó hay cái vở kịch đó, thì dù bất cứ một cái chuyện gì xảy ra, không hài lòng cách nào đi chăng nữa, thì Phương Liên vẫn đi làm cho tròn cái đêm hát đó xong rồi sau đó mới tính, chứ không phải là nửa chừng là bỏ, hay là vì một cái áp lực gì, hay là vì một cái chỗ khác trả tiền cao hơn, hay là vì bất cứ một cái chuyện gì, ngay cả cái chuyện mà Phương Liên không hài lòng với lại cái người tổ chức, hay là không hài lòng với cái vai trò đó, hay là bất cứ một cái chuyện gì, vẫn làm cho tròn cái đêm đó rồi sau đó mới là giải quyết cái chuyện đó. Thì cái điều đó là một cái điều cũng là hiếm có ở trong cái nghề nghiệp. Thời gian thì đi làm video, tôi có đi làm chung với chị, cũng nhiều vở, đại khái như là Tuyệt Tình Ca. Thì chị cũng luôn lúc nào cũng vui vẻ, từ đạo diễn cho tới ánh sáng. Tất cả anh em công nhân thì có gì gặp khó khăn thì chị giúp đỡ. Nói chung là tôi rất mến chị Phương Liên. Bảo Quốc muốn nói chị Phương Liên cũng là một cái người rất là thẳng tính. Khi mà chị góp ý phê bình với các bạn đồng diễn trong một vở diễn thì chị rất là thẳng thắn, và có nhiều người thì chưa hiểu hết được chị thì có thể buồn hoặc giận chị. Nhưng sau khi vở diễn thành công, được khán giả yêu thích thì mới thấy cái tốt, cái quý của chị. Muốn nói về chị Phương Liên thì nói rất là nhiều, nhưng chúng ta có thể khẳng định là nghệ sĩ Phương Liên là một nghệ sĩ tài năng của sân khấu cải lương Việt Nam của chúng ta.
nào trong biết sông nào đục biến gửi hai mai một ngày con xuất giá theo bên nữ nghệ sĩ thì cũng phần đa số, nhưng mà ý tôi thì thích cái giọng ca của Phượng Liên, coi như hơi âm u âm trầm mà lại theo cái cuộc bài tử xưa. Hôm nay có một cái buổi văn nghệ đầy ý nghĩa và một cái chuyến đi về quê để thực hiện một cái chương trình cổ nhạc như thế này. Cũng cảm ơn em, cảm ơn chị Hai. Chị Hai đây là bà chị kết nghĩa mấy chục năm từ lúc Phượng Liên mới bắt đầu đi hát. Có cái chuyến đi này là cũng nhờ chị Hai đã bảo trợ cho Phượng Liên cũng như gia đình được về nước để làm một cái chương trình này. Thì em hết sức là cảm ơn chị Hai. Không có gì. Chị Hai thương em lắm. Em cũng như là em gái của chị Hai trong gia đình và anh Vinh nữa. Thành em tiếp tục cái cuộc hành trình này, chị Hai rất vui mừng và rất mừng, rất thật, nói thật thật là mừng lắm. Và xin em tiến bộ tới, thấy không? Để cho em thành tựu cái cuộc 45 năm của em. Dạ, em cảm ơn chị. Và trên đường bước đó em sẽ tiến tới hoài cho giữ cái nền tảng của người Việt mình, vẫn còn cái cổ nhạc. Bích Tuyền năm nay nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 13 tuổi. 13 tuổi. À 13 tuổi. Rồi con có thích đi hát không? Dạ thích. Con có ao ước được nổi tiếng như cô không? Dạ muốn. 13 tuổi, cái khoảng tuổi này là tuổi của cô ngày xưa cũng mê đi hát. Rồi có một ngày đó thì một cái xe hơi, ngồi trước nhà một chiếc xe hơi của chú Thành Được cũng như cô Út Bạch Lan đi ngang, chạy ngang qua nhà. Cô ngồi trước sân, cô thấy cô mừng quá. Hai người ái mộ của cô mà. Cô, thôi, Thành Được kìa, Út Bạch Lan kìa. Biết chừng nào mình mới được hát rồi mình được đứng gần hai người nghệ sĩ lớn này. Thành Được của Phượng Liên xin chân thành cảm tạ quý vị đến hôm nay với buổi đặc biệt cho Phượng Liên. Kính thưa quý vị, nhìn khung cảnh này mà không phải riêng về Thành Được mà tất cả anh em nghệ sĩ chúng tôi cũng ao ước được đứng ở đây và nói những gì, những cái kỷ niệm với quý vị ở bên nhà mang qua đến bên đây. Nói chung là lúc nào anh em chúng tôi ở một cái hoàn cảnh nào cũng nhớ nghề, nhớ tiếng vỗ tay của quý vị. Và kính thưa quý vị, câu nói này Thành Được nói với trái tim của mình. Quý vị đã cho Thành Được cũng ít nhất 50 năm, không biết bao lần vỗ tay cho Thành Được. Thì những cái kỷ niệm đó hôm nay đứng trước mặt quý vị có mặt ở đây, và những quý vị không có mặt ở đây, cho Thành Được Phượng Liên gửi lời không biết nói tiếng nào cho nó đúng hơn là cái tiếng cảm ơn. Và cái tình nghĩa đó anh em nghệ sĩ chúng tôi chỉ còn một điều duy nhất là chết mang theo. Nhân kỷ niệm 45 năm cuộc đời đi hát, Phượng Liên nghĩ rằng nếu mà còn sức khỏe thì sẽ có 50 năm rồi 60 năm. Phượng Liên xin hứa với quý vị là nếu Phượng Liên vẫn còn hơi sức thì Phượng Liên vẫn đứng trên sân khấu, dù bất cứ vai trò nào Phượng Liên vẫn hát đến hơi tàn.
để phục vụ cho quý vị. Một cái người nghệ sĩ mà Phượng Liên mơ ước đã từng xin được đóng chung, thì sau đó Phượng Liên đã được hát với anh Hai Thành Được. Và phải nói là cái người hát mà tâm đắc nhất của Phượng Liên khi mà Phượng Liên bắt đầu nổi tiếng. Cảm ơn anh Hai đã không ngại đường xa đi xuống đây với em gái Phượng Liên. Và một cái người nữa mà Phượng Liên cũng cảm ơn, đó là chị Ba Bạch Tuyết. Xin mời chị Ba. Kính thưa quý vị, chương trình này thì trong cái chương trình thì quý vị đã không thấy là không có hình của chị Ba và không có, nhưng mà vào giờ phút chót chị Ba nghe nói chị Ba qua đây, rồi chị Ba nói là có nghe em hát, mà cái ngày đó thì cũng có nhiều người mời chị, nhưng mà đã có mặt chị ở đây thì chị dầu người ta mời có 10.000 đô la đi nữa chị cũng không hát, mà chị phải đến đây chị dự với em. Em xin cảm ơn chị Ba, và cũng như Bảo Quốc, con của chị Ba Bạch Tuyết từ bên New York, mà nó nghe 45 năm của má Liên thì nó cũng từ bên kia nó bay mới tới hồi nãy thì nó đến đây. Cảm ơn con Bảo Quốc. Và hai cái người mà đã hơn 22 năm dành cho Việt Thảo nói chuyện đi Thảo. 22 năm hai người chưa có gặp nhau trên sấu, và đây là lần đầu tiên chị Ba và anh Thành Được sẽ gặp nhau, hai người mới nói gì nhau nói đi. Mình ơi. Kính thưa quý vị, Bạch Tuyết mở màn cái câu đó là biết là cái này là đời cô lũ đạn rồi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả. Dạ, thưa anh Phượng Liên, ở trong nghề cải lương á, điều quan trọng nhất á, không phải là tài năng. Mặc dù biết rằng á, đi hát phục vụ cho khán giả là phải có tài năng, có giọng ca, có sách dốc và có diễn xuất, học hỏi đàng hoàng. Nhưng mà má Bảy, Phùng Há với ba Nam Châu nói á, tất cả những cái điều đó nó không có giá trị bằng cái tấm lòng và đạo đức của con đối với nghề nghiệp, đối với đồng nghiệp và nhất là đối với khán giả. Cho nên hôm nay Bạch Tuyết, anh Được có mặt ở đây với Phượng Liên và mấy anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại, không phải Phượng Liên cảm ơn Tuyết, mà Bạch Tuyết biết ơn Phượng Liên, biết ơn anh và biết ơn khán giả đã cho phép Tuyết có mặt đêm nay. Bây giờ thì chương trình của Phượng Liên rất là dài, và Bạch Tuyết với anh Được góp mặt với bạn, thì em không biết là em với anh mình hát. Ý có chị Diệu Huyền với có chị Ngọc Hương ở đây nữa, quý vị khán giả ơi. Dạ, xin giới thiệu. Dạ rồi. Dạ, bà Tuyết còn dòm thấy có anh Thanh Hải nữa. Dạ. Dạ, rồi còn có Thoại Mỹ, Thoại Miêu nữa. Hai bạn đâu? Dạ, Bạch Tuyết cảm thấy là Phượng Liên ơi, Cưng rất là hạnh phúc. Và dạ, chị Ba mừng cho Cưng, rồi chị Ba mừng cho ai mà ngồi ở dưới ngay chính giữa nữa. Dạ. Xin mời đứng dậy đi Đại Tá Vinh ơi. Dạ, cảm ơn. Bây giờ để không có mất thì giờ bà con, anh quyết định đi. Thường thường á, người nam á, dương á là quyết định ha, anh nói gì em làm nấy. Cái đó thì ở bên nhà mình kìa, thế còn qua bên đây rồi thì mình cái phong cách của mình nó khác ở bên nhà rồi, thì em muốn cái gì anh cũng làm theo cái đó. Dạ. Kính thưa quý vị, cái kỷ niệm lớn nhất trong cuộc đời của Thành Được, 22 năm Võ Minh Thành gặp lại cô Lũ Bạch Tuyết. Thì vừa rồi tại nhà hàng Thành Được ở San Jose, bà con cũng rất là hài lòng, nhưng chưa hài lòng
là vì anh em tụi này chỉ không có thời giờ, phần thì chỉ có hai anh em, không cách gì mà diễn cho đủ cái nội dung của vở tuồng. Ước gì ở đây có những cái sân khấu lớn, có điều kiện, làm sao mà quý anh chị, nhất là ông Trần Vũ tôi nè, anh hỗ trợ cho các em nó làm một suất hát ở dưới này, hát nguyên cái tuồng Đời Cô Lụa. Bà con có đồng ý Bạch không? Tuyết, Minh Vương, Lệ Thủy. Dạ, xin cảm ơn. Ngọc Giàu. Anh hứa. Chân thành cảm chào quý vị. Anh Trần Vũ đã hứa rồi. Dạ. Bây giờ em với anh. Bây giờ biết chỗ đâu sao nói ngang, không nhớ nổi nữa. Dạ. Nhạc ơi, chúng mình có sao làm vậy? Ba nói chuyện với má con đi ba. Mình về chưa kịp giáp mặt với nhau, em có lỗi với mình nhiều lắm. Việc gặp tôi hay là không gặp, có lỗi chi đâu. Nhưng hôm nay với cương vị của bà hội đồng, cô còn tới đây làm chi nữa? Vui những lời nói đau như kim châm muối sắc. Mình ơi, dù biết rằng lưu bây giờ còn là lưu của ngày xưa. Nếu như cô lưu ngày xưa được mình thương yêu, mình quý trọng, thì lưu bây giờ chỉ đáng để cho mình trách mắng rẻ khinh. Đối với con nó là mặc tình theo chim tâm ca, đối với chồng vì nó cãi giá cho nên nó mới nghe lời. Nhưng mình ơi, cô lưu cãi giá là nó đã phải nuốt nước mắt vào tim đi rời bên cô măng nồng. Em à, để sang sông giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã tới bờ. Theo dòng nước xoay mà chán chê hận tuổi cuộc đời, mong cho trời quán mây tánh để tuyền xưa về bến cô. Nhưng ai cũng ngờ bến mới đã ràng buộc sẵn từ lâu. Nước mắt không rơi bớt được cơn sầu, cũng không đổi được cái án tù ngoài cuốn đau. Khi tung bách ngỡ nghiêng vì bão táp phong ba, thì dây cát đằng cũng rời thân rũ lá. Thank you.
ở con nôn tội tình ra lòng. Nói tôi am hiểu tận đường thân này phải đoạn đường gì kẻ ném đá dấu tay của bọn nhà giàu nhiều kế mưu hãm hại người nghèo thế cô những thương ai qua đối trước những điều giả nghĩa giả nhân nên cuối cùng rồi lỡ bước xa chân mình ơi em cắn răng gánh chịu mọi đắng cay tủi nhục suốt bao nhiêu năm dài đắng đắng lần cũng chỉ mong mọi ngày sum họp kể lể với nhau những uất trong lòng quá thương chồng không càng suy kiếp nghi em đành cảm ơn tiếng là kẻ phụ dòng mình bị an quá cười già ly tan muốn lo lắng cho mình những tiếng cây nhờ ai thân đói nghèo quyến thuộc lánh xa bà con dẫu thương nhưng sợ tay bay qua người chỉ góp hội đồng nợ nâng sớm tôi cảnh khốn cùng em đành gả nghĩa đi đền ơn. Cảm ơn cô. Theo lời nói của cô thì cô thất tiếc là để cho tôi thoát khỏi án quan. Không. Nhưng cô ơi, sống hải đảo công nông tôi đã học nhiều bài. Nào là biển cả mò trái rừng sâu đốn cùi bao nhiêu đắng cay tối nhục đã quên lãng tôi rồi. Các công cô lao tổng trưởng giả nhìn lại cuộc đời tôi không tin cái bọn chủ điền giàu lòng nhân đức thương người ta điền nghèo khổ nữa đâu. Tôi không ngờ gặp lại cô đây để nghe cô có đôi lời tâm sự. Không biết không phải vì tai họa của cô, đó là vì nhan sắc của bọn ác bá cường nghèo. Nói như vậy, tất cả những chuyện xảy ra đều là do ông hội đồng hết phải không mình? Trắng đêm đã rõ chứ ban ngày. Tội ác của nó ở đây cũng như muôn ngàn thằng nơi khác. Thôi cô à, trắng đêm đã rõ chứ ban ngày. Cô khỏi tôn tâm để mà tìm duyên cớ. Dẫu lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi từ đâu đưa tới mà cô không chịu thay, tôi không phiền trách chứ cô đâu cô à. Thôi thôi niềm ân ái không mong gì tái ngộ. Đây cái từ đây tôi tôi buồn có một điều là giọt máu bỏ rơi
bên cạnh có bà mẹ trong chiếc áo hội đồng. Nếu tôi không nhờ anh em giúp đỡ giữa cục về đây thì thằng Luân suốt đời cam chịu côi cút đã bờ nhờ. Cảm ơn quý vị. Được, xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin chúc cho đêm hát thành công. Dạ, tôi cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh đã. Thật được một lần nữa xin thay mặt cho tất cả anh em có mặt ở đây, Thành được rất vui và rất cảm động. Dẫu rằng Thành được cũng đã làm một cái kỷ niệm 50 năm để giả từ sân khấu, mà có những buổi như thế này thì Thành được thấy cái lời hứa mà để giả từ sân khấu dường như là nó dần dần phôi pha ở đâu. Dạ đúng. Dạ đúng. Tại vì vì vậy mà nếu Bạch Triết còn thì giờ thì cho Thành được thay mặt cho Võ Minh Thành cảm ơn cô Lựu Đạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu có một dịp nào đó tại chỗ này mình làm hết vỡ đợt cô Lựu cho bà con mãn nhãn mới được, chứ như vậy thì cũng chưa đã ngứa vào đâu hết á. Dạ. Thật chứ, cảm ơn Thượng Liên, cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị, qua màn một của vở tuồng Giấc Mộng Đêm Xuân, chúng ta chỉ biết rằng màn một là cậu Tuấn con của ông Đốc Phủ mê cái cô đào hát xuân mà mình chưa biết ngã ngủ ra sao. Thôi thì cùng nhau chúng ta thưởng thức màn hai của Giấc Mộng Đêm Xuân để xem cuộc tình diễn tiến như thế nào và thái độ của binh phủ đối với đoàn hát như thế nào. Kính thưa quý vị, tràng pháo tay dành cho màn hai của vở tuồng Giấc Mộng Đêm Xuân. Trời, cậu hai làm em hết hồn rồi chứ cậu hai. Cậu hai ơi, gặp lẹ lẹ rồi về nghe cậu hai. Bây giờ nè. Dạ. Anh đến cái chỗ lấy xong đó, anh coi chừng giùm ba tôi đi. Em xuống dưới mé xong em coi chừng ông. Trời ơi, em có sợ. Có gì chạy lên cho tôi hay liền nghe. Em sợ ma quá cậu. Trời ơi, ma có gì không biết. Có ma đó, cậu nói đó. Đó mà ma. Có, người ta nói có ma mà. Em nói thiệt với cậu hai, bây giờ ma nó nhiều lắm. Ma sợ không? Mà nhiều khi có tiền cái ma nó sợ ngược lại mình đó cậu hai ha. Cái này cậu hai cho em mới dám nhận nha. Cậu hai tin tưởng em đi. Em ra ngoài em canh ha. Mà bây giờ cậu ông mà vừa tới là em báo cho cậu hai biết liền. Nhớ nha, đừng có ngủ quên. Không ngủ mà. Cậu hai cái nói rầy em ngủ hoài. Em canh cho cậu hai, yên tâm nha cậu hai. Tới ghê á. Dạ. Tôi đợi cô lâu lắm rồi đó cô Xuân à. Gần giảng hát em mới nghe cậu nhắn để ra đây gặp cậu. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả cậu? Có chuyện gì quan trọng đâu cô Xuân. Tôi muốn gặp cô trước giờ ly biệt. Ly biệt. Cậu nhắc đến hai chữ ly biệt xong em buồn quá. Rồi đây kẻ ở nhìn mãi bóng người đi. Nhưng rồi cũng phải cam đành với số phận thôi cậu hai à. Cô Xuân, cô là một cô đào hát nghèo trôi nổi khắp muôn nơi. Cô đem lời ca tiếng hát cho người ta dài sầu. Trong khi đó lòng cô lại chất chứa một ẩn tình sâu kín. Còn tôi thì
Cô xuống ơi, dù mãi này cô không còn hát nơi đây nữa, nhưng hình ảnh đang yên. Sao cô không nói gì hết vậy? Nói tiếng biệt ly thì nói mà chi cho đau cô nghẹn ngào. Nhìn nhau để trao ý tình thầm lặng, rào rạc yêu thương. Về đây tôi xin tặng cô số tiền này, hầu thuốc thang khi tôi lửa tắt đèn. Son sắt không phai, sân khấu đêm nay buồn vì nào còn bóng anh chờ xem. Câu hát cho nghe nào em khóc riêng cho mình em. Phải mang số phận lòng đông vì em là một loài hoa mang kiếp đời cầm ca. Em ngồi đâu? Em có biết anh đang bị giam trong bốn bức tường u uất. Em phá lụy đồ thành sông pha la chẳng mà sẽ không đến đây phá nát cửa sắt lòng son cứu anh ra khỏi chốn. Sao vậy anh Tuấn? Lưu Kim Đính nào đâu, Lưu Kim Đính đã đi rồi. Chỉ quanh thẩn thờ mê sáng, đầu nắng quằn với hình anh cô đào hát tên. Trời. Anh quay thường hạnh phúc trải dưới chân, thì chạy theo cái bông chập chờn áo mong. Tuấn ơi anh đắm say
tình gió trăng ông vương, để bỏ quên người bạn gái chung trường. Xin lỗi Thanh, tôi không quên Thanh là người bạn học chung trường, nhưng tình yêu không thể vì sự vui miệng của người lớn hứa với nhau mà ta thành vợ chồng được. Như vậy là anh coi lời đính hôn giữa hai bên chỉ là chuyện chọc lưỡi đầu môi khi vui miệng, còn tôi không bằng một con gái đi hát trong lấy sông biển làm nhà. Không, Đan Thanh là một tiểu thơ nhan sắc mặn mà, một cô gái đài khác trăm anh hiện đang đứng đầu cả huyện. Như vậy còn ma lực nào khiến cánh sẽ quay lưng cuốn cuồng tìm kiếm giữa một tương lai sang sủa rõ ràng và một cuộc sống hạ tiểu vất vơ? Có lẽ tôi đang cần một cái gì bình dị đơn sơ, thoát ra khỏi những trói buộc rườm rà phiền muộn. Như vậy anh nói có nghĩa là anh thích cái khung cảnh lang thang góc đình xó miêu, anh thích ngủ chợ ngủ đường sống thân theo muôn phương. Dường như là tôi muốn như vậy đó. Mình là những đứa con của nhà giàu lớn lên trong tưng tiêu chiều chuộng, không biết thế nào là đói lạnh giàu lo. Mình không hiểu chút gì về những con người như mình, cũng thịt da xương máu như mình, mà họ bị hiếp đáp hất hủi, làm vui cho thiên hạ mà gặt lấy những trái buồn. Hôm nay anh lại học đòi thương giai khóc mướn. Ai dạy anh cái kiểu suy nghĩ như mấy nhà thơ vậy? Con mắt tôi, trái tim tôi, khi nhìn thấy những bạn hát khóc cười trên sân khấu, rồi được chứng kiến đời sống gieo neo không tương xứng những khoái cảm mà họ mang đến cho người xem. Anh Tuấn, anh mê đào hát, cho nên anh mới đưa cái giá trị của nghề hát bốc tận lên trời, trong khi thực tế nó chỉ là một cái thứ nghề vô tích sự, có cũng được, không có cũng chẳng thì chết ai. Thì cũng như ngoài xã hội, không công hội đồng, không công phủ thì người bốc tận lên trời, trong khi thực tế nó chỉ là một cái thứ nghề vô tích sự, có cũng được, không có cũng chẳng thì chết cũng ai. Như ngoài xã hội, không công hội đồng, không công phủ thì người ta vẫn sống ung dung, có khi còn dễ thở hơn. Anh Tuấn, anh đã bắt đầu ăn nói lộng ngôn rồi đó. Anh coi tôi nhẹ hơn cô đầu khác thì tôi thấy nó còn nghe được, chứ nếu anh đem danh giá của cha anh, của cha tôi mà đặt ngang hàng với cái bọn mang hi độ mão, tôi thấy anh hơi quá quắt rồi đó. Nhưng nó đặt ngang hàng mừng đi cháu, sức của nó bây giờ còn muốn rước nguyên cái gánh hát Tầm Xuân về làm chủ cái huyện này nữa kìa. Sẵn trong đoàn hát có vua có quan đủ đó, chỉ cần phất cờ nổi trống lên là nguồn máy cai trị chạy ngon lành. Dạ thưa bác, con mới tới. Cháu. Dạ. Bác nghe cháu qua thăm thằng Tuấn, bác tưởng nó biết điều, nó cải tà quy chánh, tính chuyện đám cưới với con chứ ai vậy? Dạ thưa ba, cho con nói bác. Im. Không được quyền nói mà mày chỉ có quyền nghe. Nghe lời tao sắp đặt. Con cái nhờ mẹ cha mới nở mặt với người ta. Nè, đừng khờ khảo bê tha rồi xa vào đọa lạc, bại liệt thanh danh với cả một đời xanh. Phước đức cho người nào lướt lọt vào cặp mắt ngọc Đan Thanh, con đâu dám chê mà chối bỏ cuộc hôn nhân, chỉ sợ nỗi không thương rồi phải thành chồng vợ, rồi để lụy cho nhau kẻ khổ người đau. Dạ thưa bác, anh ấy đã cướp từ lời của hai họ kết giao, con nếu kéo thì cũng bằng thường, con thấy có ích lợi chi đâu bác. Dạ thưa bác, và xin phép bác để cho con về, còn mọi việc gì xin bác hãy tính lại sau. Thấy chưa, nè cháu thanh ơi, quả tình con trời ơi, hư đường hư bột, mọi sự thành sọc chưa hết rồi, thằng khốn nạn mày thấy chưa ba,
còn với thanh hoa tình không có duyên nợ. Không được, mày phải nghe tao, lấy con Thanh làm vợ, tao sắp liền nay mai đám cưới cử hành. Không ngày. Con không cưới được ba, con không cưới, trời ơi tôi không cưới mà trời ơi. Giang bên tai tiếng trống quân vừa reo. Lưu Kim Đinh. Cao xanh ơi bao cánh lá lai. Biết phải tính làm sao bây giờ. Mặt được em đâu Lưu, trời ơi em đây nè. Em chứ Lưu Kim Đính gì. Mặt này em ném về Lưu Kim Tây chứ Lưu Kim Đính gì. Cậu hai, cậu hai ơi, cậu hai mê sảng như vậy là nguy hiểm lắm rồi cậu hai. Thôi giờ em bàn cậu hai vậy nè. Trốn đi theo cái nát đi cậu hai. Chứ tình trạng này kéo dài cậu hai bệnh cậu hai chết luôn á. Trốn đi theo cái nát. Cái nát hát bên đình kế bên nè. Em tìm hiểu em biết rồi. Trốn đi được không? Dạ được. Chứ để như vậy rồi cậu hai bệnh nữa. Cậu hai có cái bệnh mà cậu hai biết không? Nhưng mà đi theo gánh hát sống nổi không? Trời ơi sống không nổi cũng phải sống. Nghe nó khó lắm mà. Chứ cậu về cậu sống nổi không? Thấy không? Đi đi cậu hai. Đi em. Bây giờ đi coi đi. Để tôi tính chút suy nghĩ. Tính gì nữa. Đi cho rồi đi. Em cho thằng Le nó nhậu xỉn rồi. Nó mà tỉnh vậy là không thể nào mình trốn được hết cậu hai. Để tôi lấy đồ theo. Lấy chi cái đó sắm. Cậu hai ơi cậu hai. Nhưng mà đi bằng cách nào? Để suy nghĩ coi. Để suy nghĩ coi. Trời ơi đi bằng cách nào? Cậu hai. Hả? Cậu hai leo qua cửa sổ nè. Cậu hai phóng ra ngoài. Cậu hai đi. Leo được không? Lưng em. Rồi. Thế mà chết. Chết cậu hai đi rồi qua. Sao? Trời ơi cậu hai đi rồi em mới lại đây em chết sao cậu hai? Ông giết em luôn á. Bây giờ là cậu cổng chích ra trước rồi cậu ra sao? Trời cậu hai khôn quá. Ủa cậu cổng chích ra trước rồi lát ai cổng cậu? Trời ơi chết nữa rồi. Giờ sao đi nữa đi trời. Sao? Trời ơi cái đôn này đi làm chi? Trời ơi cái đôn nó để trần trần để mà sao? Cậu cháu mình không thấy. Cậu hai leo lên. Leo lên rồi để thằng Le mà nó ra một cái rồi chết liền cậu hai. Cậu hai leo lên đi. Trời ơi. Ráng ráng cậu hai. Được chưa cậu hai? Trời ơi thằng Le mà nó ra là uống tiêu của đời. Nói thiệt cậu là chưa bao giờ mà con sai bữa nay với nó. Nó bắt con uống khủng khiếp đó thiệt cậu à. Con về con mét cậu về cái tội thằng chích cho nó. Cậu hai. Cậu đi đâu vậy cậu hai? Trời ơi cậu hai ơi. Cậu đi đâu vậy cậu hai? Cậu đừng có đi. Cậu đi cậu bỏ con một mình con hai chết con cậu hai ơi. Cậu hai. Cậu hai ơi. Cậu hai ơi. Hai ơi. Sơn em quay ngựa trở về đây kìa. Giữa pháp trường các bụi mù bay, quân đao phủ sắp ra tay hành quyết. Lá thành hay để anh cạn phân, đừng giết quan một trang hào kiệt. Hãy nghe lời anh định thủ bớ. Dùng cho rõ mặt núi sông à, à. Nhớ năm xưa cùng nhau thề câu chỉ ngã em nâng dù cho tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng. Thế mà hôm nay ô hiểm đôi phang giữa
và hận kẻ giống thề. Nghe hung tin em vội và quay về, để phút giây thì anh đã ra người thiên cổ. Lòng dạ nào em chẳng tái tê, La Thành nói em tệ làm chi, sao lại nở xuống tay giết đi người bạn cũ. Dù không thương em cũng đừng nên hạ thủ, giết kẻ thù chớ giết bạn đành sợ. Không biết nói gì hơn là Diệu Huyền hết sức cảm ơn tất cả quý khán giả kính mến. Cảm ơn anh. Cảm ơn Phượng Liên. Và bây giờ Diệu Huyền xin ca một lần nữa một đoạn giọng cổ mà sư phụ Út Trà Ôn đã thu vào dĩa cách nay mấy mươi năm. Bài ca của tác giả Diễn Châu được mang tên Trụ Dương Thiêu Mình. Đồng bào lạc giết quan tôi lương đông, sải bồn kia sát hại đám phi tần, giết tỷ can giết tỷ can để lấy linh tâm, giam cơ từ bảy năm nơi vô ly. Thế mới hay thiên ác đấu đầu chung hữu báo, cao phi diện tẩu giá nàng ta. Còn bài ra trò chặt chân trẻ xem mở và mổ bụng dựng phụ xem thai. Ta phung phí hết của kho, ta đã giết quan tôi trung thần lương đông. Bởi làm vua mà quá nghe lời hồ mỹ, nên ngày nay nghiệp để phải tan tành. Phi tần đâu, lũ hồ ly đâu, chúng đã bỏ ta mà trở về nơi hang cùng núi thẳm, chỉ còn có ta với chén rượu nhạt mùi hương. Đây chén rượu cuối cùng ta nhấp cạn, sao ta nghe sầu dâng lên tâm não, trong khi ta chơi vơi giữa ba lạc đài. Ôi bột gì vua vô đạo như ta, trên thì thất lễ với chư hầu, dưới ta gây lầm than cho ba tánh. Rồi đây khi trở về nơi âm cảnh, ta có mặt mũi nào mà nhìn ngó tiên dương. Kìa sao bỗng dân đất trời lại nổi lên màu tang tóc thê lương. Đó có phải là bao nhiêu hồn quan của thuở trước, nay đã hiện về để đòi mạng của ta chăng? Châu thăng thôi hãy châm mà dầu nổi lửa, để cho quá nhân tự xứ thiếu mình.
tốt vì vua hôn quân dâu đạo. Lâu cao rượu lắm xương tàn, bởi vua kém đức năng ai chàng suy nghĩ. Cái giọng nó ngọt, nó kéo lên rồi mùi, dễ sợ luôn. Kính thưa quý vị, hai năm sau kể từ ngày cậu Tuấn bắt gia đình trốn theo đoàn hát, trốn theo với cô Xuân và một đứa con ra đời. Quý vị chưa thấy đứa con, chụp thầy. Tờ nhỏ nó đẹp dễ sợ luôn, dễ thương, nặng thiệt nặng, bồng không muốn nổi luôn á. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra? Không phải một mình cậu Tuấn mê đào hát, đi theo đoàn cải lương để thành hôn và sanh con. Còn có hai người khác nữa, và cũng lần đầu tiên xuất hiện trong vở tuồng trong màn này. Tức là hai tài danh của Việt Nam trẻ ở hải ngoại, Linh Tuấn và Thanh Huyền. Linh Tuấn trong vai cậu Ba Lạc, là cũng con của một người giàu có. Và người em nữa là Thanh Huyền, trong vai là cô Tuyết. Một người là mê kép, một người mê đào. À, cái tuần này nó ngộ quá. Ngộ như thế nào? Mời quý vị theo dõi mạng 3. Và trong cái cảnh không phải trong dinh của ông Đốc Phủ nữa, mà là một cái đình, một cái miếu, một cái chỗ nào đó mà đoàn gánh hát đang tập tuồng. Mời quý vị theo dõi và tràng pháo tay dành cho mạng 3 của Giấc Mộng Đêm Xuân. Dễ vậy? Mày là mày đi vậy? Đi ra hát diễn. Diễn gì rồi mày đi cái đó cũng như mày đi mày đắc kỷ mày đi gì kìa? Bữa hỏi mà thấy ông Dư Hồng ông đi đẹp không? Nó bắt trước đi như vậy mà. Dư Hồng nó đi bộ rùa, mày đắc kỷ phải đi éo lả chứ mày. Anh Thiên đi giải mới biết chứ. Kỳ cục. Tập kỳ cục. Đi. Hương trào hoàng hậu thiếp tô thị. Cái văn gì chắc dữ vậy ông bảo? Trời đất cái gì thế? Tự nhiên cái vô cái chắc vậy. Trời đất ơi, tao nói cái tại thằng thằng bảo nó đó, trời ơi nó chép coi nó chép cái gì mà cái vậy rồi chết rồi. Đâu đâu mình coi kỹ lại coi. Thương chàng trào hoàng hậu. Trời xin mày chú thêm giùm tôi mấy câu được rồi. Thêm cương vô hả? Cương đi. Trời ơi con. Nhức đầu quá à. Trời ơi. Trời đau đầu lên mà giá có trời. Sao thấy đường? Thôi được rồi tạm đi tạm đi. Thương chào hoàng hậu. Quảng xuất tam cung. Được thanh quân nịch ái phận má hồng. Thiếp tô thị danh xưng đắc kỷ. Vậy mới được á. Được thôi rồi hát đi tập đi. Phân mua hoài. Hồi sớm mới này, nơi triều nội có phở áp chảo. Ấy! Trời đất ơi, chắc tôi đuổi ra cái đoàn hát quá. Ba áp khẩu gì mà phở áp chảo? Quên! Trời ơi! Mà độ chi cái vú bự quá vậy? Trời vậy mới thấy chứ! Rồi! Rồi tập tiếp tiếp! Muốn lấy nào? Tao phụ nữ! Tập tiếp đi! Thôi, không lẽ mày là đàn ông? Hồi sáng này, Gì chảo? Ba áp khảo. Ba áp khảo Tây Kỳ hoàng tử. Đem công vật sang đây xin tội cho cha. Đúng. Thấy anh chàng đẹp đẽ lại ga lăng. Thiếp cuối cùng hắn giai tề má cửa. Cái gì giai tề má cửa là cái gì? Giai từa má kể. Chào cô. Giai trời giai kề má tựa. Thì lộn. Trời mày lộn gì hai ba lần nhỉ? Hộp cơm còn đổ mà. Rồi tiếp đi. Khó quá. Giai gì? Giai kề má tựa. Giai kề má tựa. Nên mới mượn cơ hộp đàn guitar vài bữa. Trên thánh quân cũng đã nói ok. Sao đợi trong chưa thấy ứng hầu. Khiến giả thiếp bưng khuôn ồ phọ bi đá. Dạ. Điều chi? Thưa lệnh bà, bá khảo Tây Kỳ hoàng tử đang chờ lệnh dạy của nương nương. Cho vào. Trời
đá vậy nó đi cho lẹ. Con gái mà đá gì? Mày đá nó đi cho lẹ. Mày nó mờ đi được rồi, tầm 7 mã đôi. Khó quá, tập tuồng không khó tới quá. Tới tôi ông bầu. Dạ. Đà. Dạ, tội thần bá ấp khảo xin quỳ xuống đây đợi lệnh nương nương phán dạy. Thôi mà quỳ lũy chi cho nó đau cái đầu voi vậy à? Cái đầu gối gì đầu voi? Chả đặng công vậy mà ông lật lên phải giống đầu voi không? Thì trời ơi, đầu gối đã đứng thẳng là đầu gối, chả công lại là thành đầu voi. Tao kêu mày nói đầu gối cho tao, tao tập mà. Đầu gối. Thôi mà quỳ lũy chi đau đầu gối vậy à? Gì? Đầu gối. Đầu gối. Đầu gối vậy á, hoàng tử đa tạ nương nương. Ngói đây ngói dày thiếp sẽ phấn bay. Tầm bậy nữa trời đất ơi. Cái gì mày nói, mày đọc cái gì? Mày lấy cho coi. Đây gói gói là gì? Đây nè, mày coi nè, ngồi đây ngồi đây. Ngói đây ngói dày thiếp sẽ phấn bay. Đâu ngồi đây thiếp sẽ phấn bay gì phấn bay. Sao đây nó viết vậy là của ông vậy, ai biết đâu. Tôi bỏ dấu mày biết hát thì mày cương được rồi. Cương phải nói mới biết chứ. Rồi. Thôi diễn tiếp. Trời. Trời, tắc kỹ đồ quần. Thôi chết mẹ rồi trời ơi. Trời ơi, cái bữa hát mày tuột. Ơi ơi. Vậy cái bữa hát mày tuột vậy là chết liền đó. Có cái này đỡ lắm chứ bộ. Thôi mà tập tiếp mày ơi. Muốn mày... nghỉ ra không? Gì? Sao? Bây giờ mày nghỉ mà không có tập nữa, nghỉ luôn. Rồi nghỉ không tập. Rồi nghỉ bây giờ làm gì? Chết đừng giận, chết. Mặt vậy làm khó anh trời giống, ơi. Cũng giống Hàn Quốc lắm. Mặt vậy cũng giống Hàn Quốc lắm. Tôi tập tuôn không la hoài rồi mất gân hết à. Rồi nó có gì nữa. Tập tiếp đi. Tới chỗ ngồi đây đi. Ngồi đây rồi tiếp sẽ phân bài. Đúng. Đa tạ nương nương. Ngồi mẹ nó đi. Trời ơi. Thôi thằng này trời ơi mày hát gì vậy? Mày bữa nay dài lắm mình làm chỗ lẻ cho nó ngồi trên cần chờ hoài. Ủa dạ. Ủa mày làm gì vậy? Cái vú đâu nằm dưới đó mày? Đỡ lên anh. Muốn di chuyển cỡ nào cũng được hết á. Trời ơi. Lên nữa không? Thôi hết nói rồi trời ơi. Tập tuột chết rồi. Hết sức kinh tiếp tuột đi. Ông muốn tôi cỡ nào nữa? Rồi. Quái thai nè. Được rồi. Trời ơi, tao lỡ rồi. Nương nương hãy lắng tai nghe. Lắng tai nghe. Thành cái rồi. Ê. Mày làm gì vậy? Lắng tai nghe. Trời nó có lắng tai nghe thì mình được đưa về được rồi mà làm gì nè. Thì ra để cho biết tôi biết, chẳng nó biểu lắng tai nghe. Lắng tai nghe mà làm chứ gì chứ bình thường là biểu nghe đây thôi. Lắng tai nghe là biết điều khiển thêm hai cái này. Mày làm gì giống ta hai lỗ tai vô hay quá. Lắng tai nghe vậy được rồi. Mời nương nương hãy lắng tai nghe. Đó, một đây rồi. Được rồi. Đà, có muôn ngàn cung điệu khúc phượng cầu hoàng diều dặt du dương à. Như khúc chiêu quân qua quan thông thiết đoạn trường. Không chán ra. Ôi cứ cản trở hoài chết cái rồi. Sao mà lớn của mình lắm tao tới đâu này vậy? Ông Giang đa cho con xuyến chứ. Anh xuyến mà. Được rồi. Không thích ra. Rồi. Tôi muốn học bài sang xử liễu. Điệu xì lô diều diễu. Điệu tango cho nó trữ tình. Sau cùng là điệu si viên. Trùm chắc chắc trùm trùm chắc chắc. Trời ơi. Làm vậy đắc kỷ muốn chồng mà sao đây đó sao ai biểu vậy? Dạ hai kịch của ai? Ba bài ra đó. Ủa rồi mà sao lại giả gái là sao ba? Trời ơi thầy rồi tại ông bầu sợ rồi hát ế đó mới chế ra vậy. Thiệt với cậu hai mệt mỏi lắm. Trời đất ơi chịu nổi đâu. Sao mày cởi ra hết vậy? Cởi ra đừng lấy ra chứ. Lấy ra trời ơi rồi đừng ra làm vậy. Trời ơi, mày đã mất cả cái vũ tố này lấy gì xài? Mua vũ khác. Trời ơi. Nói đi mở trời ơi, hết nói rồi. Trời ơi. Đi. Thôi đừng giận mà. Chút nữa tập lại ông bầu ơi. Con. Ba. Tuấn à. Ba.
Ở trên quận có trác đòi ba đó ba. Chuyện gì đòi ba vậy con? Con không biết nữa. À thôi bây giờ ba, trời không biết cái chuyện gì đây không biết nữa. Ba à? À, để con nói ba nghe. Ba yên tâm đi, con nghĩ là chắc không có chuyện gì đâu. Ờ, thầy Ký nói là có trác đòi ba. Trác đòi ba? Ở trên quận á. Không biết chuyện gì ba lo quá. Ờ, hôm nay con nằm chim bao con thấy mấy cái điểm xấu lắm đó. Con sợ nếu mà trác đòi có chuyện rồi đó. Thôi không sao con, chim bao mộng mị không có gì con lo đâu. Ba... để thôi ba về ba vào trong dạ. Ba sửa soạn ba Linh đi. Dạ, dạ, dạ. Được rồi. Được, ba sửa soạn ba chờ con nha ba. Rồi ba đi. Em. Dạ. Đi đâu vậy? Em đi chợ. Đưa đây con anh. Anh ẵm con giùm em ha. Ừ. Rồi cái chút xíu nữa anh có đi lên quận với ba không? Chắc anh phải đi. Em đi chợ nhớ nha anh. À. Em ơi. Dạ. Anh nói em đi chợ về lẹ lẹ nha. Dạ. Lẹ lẹ để con nhớ. Được. Nhớ. Trời ơi. Đây. Giống quá trời quá đất luôn. Ừ. Giống búp bê ghê. Thấy. Con ta gì nó giống búp bê. Nè. Nè. Ta con đợi. Ờ, đâu đó nè, ngắt mắt chưa. Cậu buông nó rớt xuống nó chết, tụi con cậu. Chết rồi. Thôi, rớt để tôi vô tôi rớt soạn lên quận nè. Ủa đi đâu cậu hai? Ông bầu đâu cậu hai? Nói vụ tiền súp đi nói. Tiền súp tôi lo. Nói cậu hai, anh yên tâm để tôi. Nhớ nghe tôi chứ. Nói thiệt ông bầu thương tôi lắm. Tiền tập nay cực quá. Tôi nói tổng đưa liền. Tôi làm cách, số 2 cách. Bây giờ á, tiền súp tiền gì lát bà tôi ra nói. Dạ, dạ, em nói cậu hai. Đi. Bầu để tôi. Con. Dạ. Yeah. Bây giờ chị nói đi, nói đi. Ở lại lo ấy để ông lên nói đi. Dạ ông bầu. Gì vậy? Gì vậy? Ông bầu đi hầu ông quận. Ờ tao đi lên hầu ông quận mày kêu tao để tao đi. Nói dạ ông bầu. Cái gì vậy? Ông quận chờ ông bầu. Để tao đi cho nó ngon trớn, tao biết rồi, đừng có ấy nữa. Nói dạ ông bầu. Cái gì vậy? Con đi xe ngựa, đi xe đò. Trời ơi, tao đi xe đò cho nó lẹ, đi quận đòi mà đi xe ngựa biết chừng nào tới. Nha bầu. Gì vậy? Uống cà phê đi em bầu. Thôi khỏi, tao uống rồi. Trời đất ơi, mày cứ la hoài kỳ quá. Trời ơi, chứ vậy là nó làm xui xẻo quá. Trời ơi, chết rồi, lên đầu quận mà vậy. Thôi cho tao đi luôn, không có kêu nữa. Anh này kỳ lắm. Tôi nói để tôi nói anh xô tôi hoài à. Ai biểu anh không nói tôi mới không nhắc tuần nhắc. Mỗi lần xô như vậy nó kỳ lắm hiểu không? Để tôi bình tĩnh tôi nói. Ê, có gió rồi. Gì gió gì? Cái cô đó, cô hai đó. Ôi trời, cháu Nguyễn đó. Trời ơi, cổ thương anh lắm. Thôi, thích anh lắm. Tôi không dám gặp cổ này đó. Không dám gặp cổ đâu. Có tiền uống cà phê. Để. Có tiền ăn đồ đó bụng quá rồi. Dạ. Có cổ tới tôi lo. Anh Dân ơi. Anh Dân ơi. Anh Dân, anh chết ơi. Anh Dân đâu? Anh Dân đâu? Kêu anh ra. Dân nói nghe lẻ lý trận rủi ra đi. Lẻ đi. Ui, trời ơi, làm gì mà gấp quá vậy trời. Trời ơi, để nói cho nghe nè. Sao? Thôi, không thích đâu. Thay cái áo khác, bận áo khác vô. Thay đồ đi, lẻ lẻ đi. Bây giờ phải tính làm sao? Bây giờ, em, cà phê, thuốc lá, giờ sao? Dạ. Cô hai đi lại, cô hai lại chóng mặt à. Cái gì đứa nó suy nghĩ cho nó đàng hoàng. Để mình làm, cô hai có chi tiền ra, hiểu không? Hiểu. Phải có ý kiến. Mời cổ vô, tôi lo vụ đó, heo. Ra Dân dạ. Ơi dạ Dân. À, cô hai à, lẽ đi à, giới thiệu với cô hai đây là anh Bảo Chích dạ, đây là anh Chí Dân cô hai dạ. Dạ em xin chào hai anh. Dạ chào hai cô. Ủa cô hai. uống cà phê dạ uống cà phê mời cô hai uống cà phê dạ thôi. Dạ, dạ em không dám ngồi đó đâu. Em sợ người ta thấy cái người ta mép lại với cầu nguyện của em. À, dạ sợ hả? Kỳ sợ. Danh giá hả? À, mua về, mua cà phê về đây. Với là sẵn mua thuốc hút, mua đồ ăn luôn. Nè, tiền, dạ, không tiền. Uống cà phê mà bây giờ đi mua về uống. Mua về. Uống cái gì? Cà phê đen, cà phê sữa, cà phê đá. À, cà phê sữa. Giờ hút tôi thuốc cái thuốc gì? À, ruby, à, cấp tăng, ruby nha. Ruby đi, nó ngon, nó hạp khẩu tôi. À. Bây giờ mình ăn cái gì? Bây giờ nè, ăn cái gì? Ăn bánh bao hồn, ăn xíu mại hay là ăn mì xào, không ăn nha. Hay là ăn hủ tiếu bò kho, không ăn phải không? Hay là để tôi mua bánh mì cá mòi.
trời đất ơi. Dập món ăn ngon hết trơn, cái giờ chó cái cá mòi. Biết bao nhiêu đồ ăn ngon, tự nhiên cái chị mòi vô chi vẫn biết nữa. Vậy chứ còn hỏi cái gì còn không cho nói trời, tôi phải... Cái gì cũng được, miễn ăn no bụng được rồi, lấy tiền mua chứ còn không có mà vấn đề. Đây, chị Hiền ơi, tiền nè chị Hiền. À, tiền. Ê! Hả? Lấy cái gì đây? Mất kinh dự lấy gì cái chuyện, lấy cái gì? Thấy không? Không lấy được hả? Đưa tiền đi không? Biết rồi, gài mà gài hàng. Không có. Này, không có lấy tiền là phải đưa tiền mới đi mua, chứ không có tiền lấy cái gì mua, lấy tiền nè. Đâu? Lấy tiền. Lấy tiền mua. Chị Hiền ơi, lấy tiền đi chị Hiền. Dạ. Bậy. Hả? Kỳ vậy chị Hiền? Trời ơi, danh dự của mình mà. Mình lấy cái đồng tiền bằng mồ hôi với nước mắt của mình chứ, lấy đi. Danh dự nha, cổ cất, thấy cổ cất vô rồi kìa, danh dạ, dự đi. Dạ, danh dự lỗi anh. Em chỉ muốn đưa tiền này cho chị Hiền mua đồ ăn cho mấy anh ăn, chứ em không có ngờ là chạm đến danh dự của hai anh. Dạ, em xin lỗi. Em thật tình xin lỗi hai anh. Rồi rồi, rồi cất vô rồi. Khoan. Danh dự ghê á. Đừng có mở, khoan. Cái dạ, danh dự của chích mấy anh em bao nhiêu đây? Dạ. Cái tấm lòng tốt của cô hai bao nhiêu đây? Thì đó tụi này chấp nhận cái lòng tốt của cô hai. Dạ. Dạ, thôi lấy tiền đi. Rồi. Anh làm gì? Sợ bà giật lại. Chết rồi, chết. Nhớ mua thêm bánh mì ăn tối nha Tích. Chích. Anh Vân. Dạ, chào cô hai. Em đem lại cho anh một chục cam, nửa lít mật ong với một chục trứng gà để nuống cho bổ phổi. Còn ở trong đây nè, có gói lụa em dệt ở nhà, đủ cho anh may một bộ đồ bà ba với hai cái áo sơ mi. Anh cầm đi anh Vân. Dạ, cảm ơn cô hai. Nhưng mà tôi không dám nhận đâu, cảm ơn cô hai. Cái gì đâu mà ơn với Huệ. Anh coi đó như là bổn phận của em phải lo lắng cho anh, không được sao? Cả tháng nay rồi, đáng lẽ anh hiểu em mới phải. Vân, chính vì tôi hiểu cô, và chính vì tôi hiểu rõ lòng dạ của cô, mà tôi không dám nhận bất cứ những món gì mà cô mang đến đây để làm quà tặng cho tôi. Anh cho là những món này không xứng đáng hay sao? Mà lần nào anh cũng từ chối hết vậy. Không, đối với một kép hát nghèo như tôi thì đó là những của quý, nhưng tôi không dám nhận vì tôi nghĩ rằng những món kia sẽ là những vật để lót đường, là cái móc đầu tiên có thể nối liền, là nhịp cầu duyên cho đôi gái trai xung hiệp. Nhưng vì địa vị trên lớp hèn sang mà người cho sẽ đến người nhận. Em đem quà đến đây mến tặng là do lòng tốt rất quý chuộng anh. Bây giờ đây thì cô mến thương tôi thật, nhưng nếu tôi vui lòng tiếp nhận, sau này nếu có điều gì bất mãn cô sẽ cho rằng tình tôi đã bị cô mua. Còn nếu như nay tôi chịu nhận quà mà không đáp lại tình này cô, thì thiên hạ sẽ cho tôi là một kẻ làm tiền, danh dự con người sẽ bị tổn thương. Anh Vân, anh dè dặt như vậy cũng phải. Dạ. Nhưng mà đối với em thì chắc chắn không bao giờ xảy ra những điều anh vừa nói. Đó, cô cũng thấy đó, dù nhận hay là không nhận, tôi cũng là người mang tiếng xấu. Tôi không muốn trở thành một cái bằng cớ để xác nhận sự khinh rẻ kia là đúng. Anh Vân, thú thật thì trước kia em xem thường kép hát lắm, cho đến lần đầu tiên xem anh hát trong vai Thái tử Yên Đan. Cảm ơn chỉ vì anh ca hay và đẹp trai, giả lại thương người xưa mà mến người nay, nên em yêu anh qua hình ảnh của Yên Đan Thái tử. Rồi ta biết nhau qua một lần gặp gỡ, cửa tâm tư bắt đầu rộng mở đón nhận dáng hình ai bằng tất cả chân tình. Càng hiểu anh em càng kinh phục thêm nhiều. Cảm ơn cô hai. Lòng em như ngọn
ngọn thủy triều lai lăng, khi gặp nước lũ mưa nguồn tràn ngập đổ về xuôi. Anh ấy bỏ đi mặc cảm bị rẻ khinh, để nhận thấy em yêu anh là chân thật. Và chỉ mong đôi ta như chim liền cánh, bao bọc nhau giữa cơn phong vũ của cuộc đời. Cô Tuyết à, có thể là cô không khinh tôi, nhưng cha mẹ, anh em, họ hàng quyến thuộc của cô sẽ khinh bẹt bỉ tôi, nói là tôi là chuột sa hũ nếp, là đĩa đeo chân hạt. Tôi, đó là điều sỉ nhục mà tôi muốn tránh. Thôi, xin chào cô. Anh Dân, sao anh như gỗ đá vô tâm, quay lưng rẻ rung nụ tâm xuân, đang đón đợi mong chờ. Cô Tuyết ơi, từ bấy lâu nay biết bao nhiêu kẻ yêu nhau phải gục đầu câm nên ôm hận đau thương vùi chôn trong đáy mồ muôn đời. Miệng lời thế gian sẽ không ngại tiếng chọn lời, họ chút ngót giọng mỉa mai cho thỏa lòng sâu độc, họ ướp mật pha đường cho ngọt tiếng dèm pha. Họ nói gì thì mặc kệ người ta, mình đã yêu nhau thì cứ giữ trọn hạnh phúc. Không còn đâu em ơi, vì con đường hạnh phúc dưới dấu nhọn tường cao, người ta ngăn bước chúng ta rồi. Không phải bi quan, nhưng mà sự thật là như vậy. Em giàu còn anh thì nghèo quá, làm sao mà hạnh phúc được. Dù có hạnh phúc hay không á thì em cũng quyết đi theo con đường mình đã chọn. Em quyết theo anh hả? Dạ. Có nói em cũng ráng chịu phải không? Dạ. Đi đâu gió tuyết theo cùng, đôi nọ tiếp chiều lạnh lùng tuyết cao. Tuyết ơi, chân tình của em đã làm cho anh xúc động, nhưng cô nuốt lệ nghẹn ngào mà từ tả tình em. Nghe ngất trong lòng như đã thấm hơi men, anh tạc giả bóng hình người xuân nữ. Biên nhưng sương gió giang hồ vẫn thúc giục người lữ thư, không thể chồn chân dừng bước ở nơi này. Đời anh sinh ra sinh sống còn kiếp con tầm, ghé lại nơi đây chỉ dân chương hồn kỷ niệm. Mai một dĩa xa lòng khó nguôi lưu luyến, thương nhớ muôn đời nơi gặp vắng cô thôn. Ê anh ba, đâu đây? Trời ơi, tao đi kiếm mày chứ đi đâu? Kiếm em hả? Kiếm em hay là kiếm cô Đào hả? Ê, mày đừng giỡn cái chân nghe mày. Mày nghĩ tao công tử đẹp trai nhà giàu vậy mà đi khoái mấy cô Đào hát hả mày? Vì bọn họ là họ là những người sanh ra trong trời đất, cũng sống chung trong một xã hội với mình, chứ có gì khác lạ đâu anh. Ê, mày đứng mày lý sự với tao hả mày? Tao cứ mày vậy. Tao cứ mày vậy. Ba. Mày đứng là mất mặt tao trời buồn bon mình lên đó. Trời con cái gì á? Dân ơi. Cái gì á? Thịt heo quay giá đồng 2 kg, người nói bậy giá trị bằng cái lông đuôi heo quay không anh Dân ha. Mày nói gì mày? Dạ đâu có nói gì. Em đâu có nói gì đụng tới cậu ba đâu. Em nói cái người nói bậy, cậu ba có nói bậy không? Ê. Cậu Tuyết. Dạ. Sao mày đứng nói quậy mày? Vậy. Tôi cứ bị gì? Dạ. Đi gì? Trời đất ơi, đứng nó hoài là mất mặt hết trơn hết rồi nha. Trời Tuyết ơi, cô ơi, cô quên túi cam cô. Quên gì, cô cho mình, cô tặng, cô năn nỉ mình mới nhận chứ quên gì. Vậy tao cắt. Trời ơi, năn nỉ dữ lắm. Ê, như vậy là tụi bay xác nhận tụi bay dụ dỗ em gái của tao phải không?
Như vậy là tao thưa lên quyện là tụi bay, là tụi thưa lên quận là tụi bay là hết đường chỗ cả. Tự nhiên cái tắt đài. Ủa, có chuyện gì không dạ cậu ba? Dạ. Chuyện gì mà gây với hai anh đây vậy? Gì đâu có chuyện gì đâu có xuyên. Dạ. Dạ tôi thấy tụi nó tôi thấy sao? Không có gì hết á. Tôi thấy em tôi nó tính qua mặt tôi vậy mà. Dạ. Không có chuyện gì đâu, tôi thật tôi yêu cái nghề này lắm, tôi thương cái nghề lắm đó cô Xuân à. Dân ơi. Dạ. Ấy mình ra ngoài quán cà phê mình ăn đi. À. Chứ ở đây mình khó ăn chứ cậu ba cũng khó nói lắm. Nói dốc, nó dốc khó nói lắm. Này mấy này. Mấy này nó biết điều ghê cô Xuân. Hồi nãy cậu gây gì đây với hai anh vậy? À, nói thiệt với cô Xuân không phải là không có gây gì hết trơn á. Tôi nói thiệt cô Xuân á. Con em tôi nó tưởng nó tôi ngu, nó tưởng tôi không biết gì, nó định qua mặt tôi tính dằn mặt nó thôi nó. Tôi thiệt, tôi thật sự tôi yêu nghề cải lương này lắm cô Xuân ơi. Tôi yêu mến anh em đào cát phát cải lương này lắm cô Xuân ơi. Ta nói mà cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái môi không dành nó méo tứ tung. Hả? Ăn ở đây đi, tiểu ra quán cà phê. Nước mắm không mà người ta bán cà phê, người ta đâu có cho ăn. Yeah. Đây. Trời. Đi vô chỗ đồ hội ăn đi. Đồ hội ha. Vô đồ hội ăn. Ừ. Đồ hội. Có ăn uống không cũng dạ, rất dạ, tối nữa. Cậu ba. Kỳ quá. Thôi, tôi xin phép cô ba để tôi vô tôi nấu cơm nha. À nè 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 cô Xuân. Dạ. Ủa cô Xuân đi hát vậy cô Xuân không mướn ai nấu cơm cho cô Xuân ăn hay sao mà cô Xuân là cực khổ vậy cô Xuân? Dạ, tôi muốn tự tay tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn cho vừa ý. À vậy hả? Dạ, với lại đi hát như vậy tôi đâu có dư tiền để mà mướn bồi mướn bếp à cậu ba. Trời ơi, tội cô Xuân quá. Ồ, nữa, gặp nữa. Cái chỗ đồ hội là cái chỗ quần áo, nước mắm không ăn rồi hôi rồi mấy bả la. Ăn đây nè. Ừ, ngồi đây ăn đi. Trời, à. Con ăn cũng rất rối nữa. Cậu ba nói chuyện tự nhiên, tụi tôi ham ăn lỗ tai lụng bùng không có nghe vậy trời rồi. Bây, dạ, mời cô Xuân ngồi. Dạ, ngồi đây được. Mời anh chức ngồi. Dạ, ngồi đây được. Cảm ơn. Dạ, dạ, ngồi đây được không anh? Dạ, con mời cô Xuân ngồi. Dạ, con mời anh chức ngồi. Dạ, đây, 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 dạ, đây, cô Xuân muốn ngồi đâu, tôi ngồi mời ngồi đó. Dạ, con xích lại kia. Ô, xích lại đây, đây cô Xuân, dạ, rồi cô Xuân ngồi đây hả cô Xuân? Dạ, rồi. Dạ. Dạ. Dạ, dạ đây mời cô Xuân. Dạ. Dạ tôi ngồi đây được không dạ, cô Xuân? Dạ, dạ. Tôi ngồi đây được không anh Dương? Dạ được. Gặp mày nữa gặp mày. Quen hồn quá. Dạ cô Xuân ơi. Dạ có chuyện gì không cậu? Cô Xuân à. Nói thiệt nha, cái nghề hát này thật sự là nó đâu có khá gì lắm đâu cô Xuân. Cô Xuân đeo đuổi làm gì cho nó cực khổ vậy cô Xuân? Người như cô đó phải là người sinh ở trong gia đình quyền thế, phải là bà chủ điền, phải là cái có kẻ hầu người hạ mới khỏi phụ công tạo quá ban cho cô sức đẹp thiên kiều bá mỹ vậy cơ Xuân nhỉ. Trời ơi, ăn thịt heo mà thèm thịt dê quá. Ê Dân ơi. Ừ. Hình như đâu đây nó có cái mùi dê hay sao hả ơi? Ừ. Xú ơi. Xú à. Đó biểu biểu em. Này. Nè nè lấy cái đó vô nấu cơm giúp đi để cô hai nói chuyện với dê. Được rồi đem. Ở đây là cậu bà. Được rồi để cho chị chút xíu đó chị nấu cho. Ê nè 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 em. Đợi quá xíu. Mày đó nghe mới được vậy nghe. Ai là không được nghe, đừng nói với người khác biết nghe. Lấy cái này nghe. Nhớ mướn người nấu cơm cho cô Xuân đàng hoàng không? Tao xem thưởng mày riêng nhớ dạ, nghe. Dạ, dạ. Chết ơi, mướn người nấu cơm cho cô Xuân rồi chết ơi. Ừ. Nhớ chút nữa chia ngay số. Nha chút chia ngay số ơi. Dạ mời cô Xuân ngồi. Dạ. Đứng lên. Dạ. Dạ. Mời anh chích ngồi. Dạ. Chỗ chỗ nhà mời chích ngồi. Gặp mình là có đám của mình. Dạ cô Xuân. Ngồi. Dạ. Tôi ngồi đi được không cô Xuân? Dạ tôi ngồi xích ranh chút xíu. Tôi ngồi đi được không anh Dân? Dạ mời anh chích ngồi. Tự nhiên. À nè cô Xuân à. Dạ. Chẳng hạn vậy chứ cô Hiền có nói gì với cô Xuân không vậy cô Xuân? Dạ chị Hiền đâu có nói gì với tôi đâu cậu. Ồ trời trời trời. Vậy là chết tôi bộ lưng tôi rồi trời. Ủa sao bộ lưng của cậu mà cậu đưa cho chị Hiền chi vậy? Trời bộ lưng của tôi là giấy 100 đồng đó, có hình cái bộ lưng. Dạ cậu rộng rãi quá ha. Trời rộng rãi gì đâu cô Xuân ơi.
Tôi đưa cho cổ 100 đồng, tôi nhờ cổ nói chuyện với lại cô Xuân. Cổ nói là tôi là cổ nói với cô rồi là cổ nói với tôi là cổ cũng đã, cô đã bằng lòng rồi. Dạ. Cho nên vậy tôi mới cho cổ 100 đồng vậy chứ ai ngờ đâu cô gạt tôi, cô lấy 100 đồng bộ lừa tôi về với cô Xuân. Trời dạ. Đất ơi. Ô, chắc như vậy là cậu nhờ chị Hiền với nói chuyện gì quan trọng lắm hả? Ai, có chuyện quan trọng gì đâu cô Xuân ơi. Dạ. Đây là cái chuyện, cái chuyện của tôi. Dạ. Cái chuyện của tôi với lại cái chuyện của tôi với lại người ta đó, cái chuyện của tôi với lại cái gì đó cô Sơn ơi, cái chuyện của tôi với lại trời đất ơi tụi bay làm dữ vậy tụi bay. Trời đất ơi, chết cậu rồi. Tụi bay làm gì dữ vậy? Đổi tướng vậy làm gì? Ăn xôi đũa, ăn xôi đũa. Ủa trời, xôi đũa gì? Xôi đũa cậu hai. Con này là salad cái xôi đũa gì mà con nghĩ con xôi đũa gì? Salad cái xôi đũa gì? Tưởng xôi đũa thôi. Tụi bay đi nghe. Dạ thôi xin phép cậu ơi, tôi đi nấu cơm mà. À nè 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 nè, cứ xuống. Quang coi hát, coi hát. Thôi coi hát, coi hát, coi hát, coi hát, coi hát. Dạ, có gì vậy? Cô Xuân ơi, tôi xem cô Xuân hát cách đây đã 3 năm rồi. Có lẽ chỉ nhớ tốt, nhớ dài vậy thôi. Rồi cảnh hát đi đây, đi đó. Rồi cảnh hát đi đó, đi đây. Rồi cái rồi gánh hát đi lên đi xuống. Ta. Rồi gánh hát đi xuống đi lên. Đi hoài mỏi chân thấy mẹ. Thôi đi mấy cha đừng phá con nữa, để lát ông nội cho tiền mua thuốc hút uống cà phê. Cảm ơn cậu ba. Cô Xuân ơi, ông vừa quên tới đâu quên rồi trời. Tôi nói tới đâu rồi vậy mấy cha. Nói tới chỗ đi lên đi xuống. Rồi dạ, nói dạ. Tới chỗ đi xuống đi lên. Được à. Rồi nhớ rồi. Mãi đến hôm nay cô mới tới hát ở chỗ này. Đã 3 năm rồi tôi không làm sao quên được hình dáng cô đào khả ái của gánh tầm xuống. Hình dáng của cô tôi không bao giờ quên được. Tè re re re. Ôi, làm nhạc đẹp dàng luôn. Thấy không nghe. Vì duyên của đôi ta trời đã sắp bài từ muôn kiếp trước đang gặp nhau đi thì không bao giờ chia cách được. Thì Xuân ơi, tôi nghĩ mà xót cho một đó qua đang thời lòng lầy ngã thương nồng. Giống Linh Tuấn bị xỉn quá. Đáng lẽ cũng phải được tính tiêu cấm trong bình xứ nọ đồng. Nào ngờ đâu phong tiên bị lọt vào tay phàm tục, thân phận lạc loài bèo dạt quá trôi. Tôi muốn giang tay ra tế đủ cái trầm luân, đem quyền lực của tiền đắp xây lâu đài cho người gốc. Chồng của cô là một kẻ bất tài bất lực, sống bám vào cô mong hưởng cảnh an nhàn. Rồi cái tôi thôi, cái gì? Ta ra hứng mà làm dữ vậy. Chồng tôi không có nghèo hèn như cậu tưởng. Sao? Đây là lần cuối cùng tôi tiếp cậu. Từ đây đừng có bao giờ tới gặp mặt tôi nữa nghe. Ở đây này, xuống.
Nắm tay vợ tôi làm gì vậy? Tại sao tới đi nắm tay vợ tôi? Trời, tôi nắm tay Xuân. Chuyện nó quá đơn giản mà cô hỏi nữa. Tôi nắm tay Xuân là bởi vì tôi mến Xuân. Tôi nắm tay Xuân bởi vì tôi quý Xuân, có sao đâu. Tôi nắm tay Xuân như tôi nắm tay tôi, có sao đâu. Tôi nắm tay Xuân như tôi thấy tôi vui, có sao đâu. Tôi nắm tay Xuân, Xuân nhớ mãi mãi muôn đời, có sao đâu. À, làm gì? Chó nó cắn thường thường là 3 tháng 10 ngày. Này mới cắn nó phát liền vậy đó. Nè gì? Bây giờ tôi yêu cầu cậu ba mặn á đi. Ê, ê, đừng hổ mày. Cái gì? Mặn là tao ông nội tao nghe mày. Cậu ba lạc. Lạc nè. Đổ nguyên chai nước mắm với mặn. Bây giờ tôi yêu cầu đi, rời khỏi ra đây đi, đừng có tới tới đây nữa. Gì gì, mày đuổi tao hả? Ở đây không có ai có quyền đuổi tao hết. Chỉ có tao nè, tao có quyền đuổi mấy người. Mày mốt mấy người lên quận mà tao hỏi giấy thế thân không có, mày xanh lè xanh lét hết nghe con. Dạ, không có giấy thế thân, có giấy thế đồ nữa. Thôi. Cầm giữ. Trời ơi, mày giỡn hả mày? Giấy thế đồ mày đem á, mấy cái sòng bầu của quá cọp mày thế đồ. Ê. Rành quá. Mày nha. Mày tên gì mày? Tên gì? Tên em hả? Ừ. Cái gì? Đâm hả? Đâm tên ông nội tôi á. Ờ. Đừng có đụng tới ông nội tôi nha. Chứ mày tên gì? Chỉ vậy mà không hiểu, trời ơi. Tên gì bà con? Chết, chết, chết. Chết hả? Có đi bác sĩ không? Chết. Trời đất, có cái mặt mày thấy nó hút rồi. Bây giờ còn chết nữa là chết nghe con. Trời đất ơi. Quá rành quá ha. Trời, hút chết là cũng cho chết luôn. Nè. Nói thiệt nha, bữa nay tôi nhịn mấy người đó. Bữa nay tôi nhịn mấy người là tại vì bữa nay là có ông Phủ, bạn của ba tôi tới chơi, tôi mới nhịn thôi. Ông Phủ tới đây. Ông Phủ tới. Trời, 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 mày nghe tới ông Phủ thì mày mừng mày. Ông Phủ là bạn của ba tao, mày tưởng như là bạn của mày. Mày làm như mày là con của ông Phủ vậy. Trời đất ơi. Cái mặt mày đó nha. Mặt mày có chừng tao nghe mày. Mặt mày xanh lè, xanh lét, hút chích của chừng nghe mày. Còn mặt kia nữa, ê, đứng bìa. Dạ. Mặt giống y như con Astro. Không, nè. Coi chừng to nè mày. Nè, cơ tròn hơn Astro. Mày coi chừng nha. Coi cái mặt này nè. Mặt này đẹp, dễ sợ. Làm dữ con khen mặt kia làm dữ. Dễ làm dữ như lâu. Trời ơi. Này mà đánh nó không ở tù, tôi đánh cái mặt nó như cái bánh thuận vậy đó. Lời đây phá đình, phá miễu người ta. Sập cảnh, sập vàng hết trơn trời. Anh. Hả? Anh đi về đây rồi, ba đâu? Ba. Ba đâu? Ba chiều về. Ba chiều mới về, ba có sao không vậy? Không sao đâu, bây giờ em vô lo cơm nước đi. Lo cơm nước hả? Không có sao phải không? À, không sao đâu mà. Con hai, con bầu rồi, con hai. Bầu rồi, con hai. Ba tôi, ông bầu nó bị bắt rồi. Hả? Bầu bị bắt rồi. Trời đất ơi. Quân nào mà ác nhân thất đức, tố cáo ông bầu đi. Hồi nào tới giờ ông bầu chỉ có dẫn đoàn đi hát thôi chứ đâu có làm gì bậy bạ đâu. Thiệt là cái quân nào ác nhân thất đức sức này. Gần ngày Tết tới nơi là không có cho người ta làm ăn nữa. Để được rồi, để tôi lên quận tôi truy ra cho biết kẻ nào đã hãm hại ông bầu đây nè. Khỏi truy. Nhớ mập tôi chứ hả, ăn chém hát. Ờ, dạ ông đi là ông này lớn hơn ông hồi nãy. Trời ơi. Dạ chào ông quan phủ. Anh nói anh gặp tôi làm gì, làm thử tôi coi coi. Dạ không dám. Dạ. Dạ thưa ba má mới tới. Dạ mời ba má ngồi.
Không dám à. Chắc cậu nhìn lầm ai rồi. Chứ hai mạng già này đâu phải là ba má của cậu. Dạ vậy chứ chẳng hay ông bà là ai. Trời ơi trời. Trời ơi cậu hai ơi. Cậu hai sản cho tụi em độn thổ quá cậu hai. Độn thổ luôn. Bà nghe nó mới hỏi gì đó không? Thì nó đi theo gánh hát. Bây giờ nó bắt đầu hát rồi đó. Tụi tôi sinh con ra cho đi ăn học. Chỉ mong nó làm được tới huyện phủ gì là quá cỡ rồi. Còn cậu trong gánh hát chắc làm tới vua rồi. Tụi tôi đâu dám làm cha mẹ của vua. Cái thứ vua ăn quán ngủ đình. Dạ con xin trân trọng kính chào ông bầu. Ủa ông bà. Miệng của tôi không bảo đảm mà. Chết đi phải không? Mạnh dạ. Giỏi hả con? Dạ con đây bà. Trời ơi. Bà gan quá. Bà dám gọi ổng bằng con hả? Không chừng trong cái hát bây giờ ổng làm cái thái sư cầm cờ chạy hiệu rồi chứ không có nhỏ đâu. Dạ con làm đắc kỷ. Chi vậy? Dạ con muốn chồng. Muốn chồng dữ lắm. Ông nè. Trời ơi. Dạ lâu ngày gặp lại ông cũng giọng nói ông cũng ào. Thế mày. Lát mày biết tao. Thôi mà ông ơi. Trời ơi chén kiểu mà sao cứ hay đụng với chén đá hoài vậy. Ý bây giờ có chén nhựa nữa. Thôi vô. Ở đây hồi nó không bị bắt đi nữa. Đi đâu. Cho cô Xuân hay. Cô Xuân hay ha. Nghe này. Nghe tao hỏi nè. Bây giờ mày có chịu về không? Dạ thưa ba má. Con sống với vợ con đã có con với nhau rồi ba má à. Vậy có nghĩa là mày chống lại tao. Được. Chống con mắt ra mà coi nè con. Bay đâu? Dạ. Lôi đầu cho bầu ra đi biểu coi. Dạ. Ba. Ông bầu. Ba. Trời ơi. Sao bắt ông bầu của tôi? Trời đất ơi. Bắt ông bầu của tôi rồi. Gánh hát rã rồi. Tụi tôi lấy cái gì sống hả? Rã thì kệ tụi bay. Cái thứ tứ chiến quang đàn tụi bay hơi sức đâu mà tội nghiệp. Nè nè ông Phủ à, ông đừng có khinh rẻ tụi tôi nữa à nghe. Ê, tao khinh rẻ rồi sao mày? Tôi biết đang đứng trước mặt tôi là một quan phủ quyền cao lộc cả. Nắm trong tay bàn cân công lý, ông bắt ai ông muốn tha ai tùy ý. Một tiếng ngọng phán ra là lệnh chỉ lớn hơn trời. Ông bỏ tiền mua vui, ông bao vàng gánh hát về để ông tiêu khiển. Tài hát thì ông khen ngay, mà người hát thì ông lại cho là sướng ca vô loại. Cậu hai tuổi theo gánh hát bỏ nhà, ông bà lại đổ thừa là lỗi tại chúng tôi. Ê, tụi bay quyến vụ đó rồi bây giờ chối phải không? Không có à nghe. Con tao thuộc hàng học thức. Một. Nó rất hiền lành và ngoan ngoãn nết na. Từ khi gánh hát tụi bay về thì nó trợ chứng bế tha. Con đã lớn khôn rồi, con chịu trách nhiệm những gì con đã làm ra. Đó mà nghe con chưa? Nói như vậy đó tất nhiên là con tự ý bỏ nhà theo gánh hát phải không? Bác con. Ủa tại sao vậy nè bác? Tại sao có chuyện gì xảy ra vậy bác? Bà cũng biết tại sao bị bắt nữa. Về vậy bà không làm bầu đâu. Nè cô đào hát kia, trò chơi tình ái của cô đã mang tới cái hậu quả đó đó. Cô đã cướp mất của tôi thằng con trai, biến nó thành một kẻ quên cha quên mẹ, bất hiếu quên cả quyền quy gia tộc để mà theo cô. Cô tưởng tôi chịu thua chịu bó tay không đâu. Hai năm nay tôi để cho cô yên là tại vì tôi còn xót thương cái giọt máu của thằng con trai của tôi. Bây giờ cô đã có con rồi, chắc cô không còn nghĩ gì tới cha của cô nữa. Tôi sẽ bắt cha cô thay vào chỗ thằng Tuấn. Có điều là thằng Tuấn nó được cô yêu cô quý, còn cha của cô chắc chắn sẽ ngồi tù. Không bầu. Cha tôi không có tội tình gì hết. Tôi lại ông, tôi gian ông, xin ông hãy thả ba tôi ra mà. Được.
tôi sẵn sàng thả ba của cô ra, sẵn sàng để cho gánh hát tầm xương cô tiếp tục hành nghề, nhưng với một điều kiện. Tôi đã hiểu rồi, có nghĩa là tôi phải chịu mất chồng. Tất nhiên rồi. Vậy chứ sao? Cô dụ dỗ con tôi, nó bỏ nhà nó theo cô, cô quyến rũ nó. Bây giờ nè, tôi nè, tôi gian lại cô nè, tôi gian cô trả con tôi về cho tôi, cô trả con tôi về cho tôi nè. Bà ngồi xuống, làm gì bà lại? Nè, tôi cho cô vài giây phút suy nghĩ kỹ lại. Bày đâu? Dạ. Lôi đầu cha bầu ra ngoài xe, chờ dạ. Đựng tao. Ba. Ông bầu. Ba ơi, ba. Ba ơi, ba, ba. Ông bầu. Ông bầu. Ba. Ba ơi, dù vợ con không phải do ba má cầm trầu cao cưới hỏi, nhưng hiện giờ là lẽ sống của đời con. Lẽ sống của mày, nhục nhã của tao, của ba mày, của mẹ mày, của dòng họ mày, biết chưa, cái thằng bất hiếu. Ba ơi, thà là con chịu mang tiếng là đứa con bất hiếu, chứ con ăn ở với người ta có con rồi lại bỏ đi. Cha mẹ chết rồi, con biết tìm đâu ra. Con cúi xin má ba hãy dằn cơn thịnh nộ, suy đi nghĩ lại cho con nhờ, cho vợ con theo về hôm sau. Ba, vợ con ở với ba má đến trọn đời, làm trọn bổn phận dấu con, chứ chạy theo chi hồ đôi môn đăng. Mà vợ chồng như mặt trời mặt trăng. Ba má ơi, con sẽ khổ tâm, hạnh phúc gì đâu khi tình hưởng duyên hờ, sao bằng phu tùy phu hoa xưa. Bày đâu? Dạ.
Đưa Xuân ra đây coi. Dạ. Sao? Cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi biết thế nào rồi, cha con tôi cũng phải chịu cái cảnh này. Chỉ vì tôi là đào hát mà đèo bồng lấy con quán tri phủ. Trời ơi, những tưởng hai năm dài khổ cực, tôi sẽ yên được với số phận, nào ngờ. Nào ngờ tôi còn tìm tới đây để làm khó cô phải không? Biết phận mình sao không giữ phận mình, đĩa mà đè đòi đeo chân hạt. Cô lại ba, cô lại má, mà má ơi hãy để cho vợ cô. Khỏi lại, khỏi lục gì hết á. Bây giờ mà nghe tao hỏi nè, về hay ở? Thôi đi anh Tuấn, anh hãy về với ông bà đi. Anh đừng quá nặng lòng riêng với em mà đâm ra bất hiếu. Ông nói phải đó, làm sao mà có thể tin được lòng chung thủy của một cô đào hát. Anh hãy nghe em mà về cho ba má anh được vui lòng, cho tương lai của anh khỏi vì em mà đen tối. Và ba em cùng với gánh hát khỏi phải chịu cảnh quả lây. Làm sao anh xa em, xa con cho được. Ba má ơi, con lại ba má hay để. Khỏi lại. Nói với mày khỏi lại lục gì hết. Chỉ cần trả lời cho tao biết, về hay ở. Dạ. Trả lời mau. Về hay ở. Dạ về ở. Ba, nó đi hai hàng. À, như vậy là mày dám chống lại tao để trọn tình với nó phải không? Đẹp đẽ thay tới ăn quan ngũ đình, lấy nó thà mày lấy con nhà dân giả, còn có nhà có cửa, còn có người thương. Cô xin ba má chứ nặng lời với em, Xuân ai chẳng muốn sang giàu, chẳng thích quyền uy, nhưng số trời phải chịu biết nói sao. Con biết nói vậy sao con chẳng dâng lời, làm rể ông hội đồng vinh hạnh cả đôi bên. Mà ơi, con biết lắm. Ôi nhưng mà Tuấn, chúng ta làm sao cải được số trời đã định. Em biết rồi đấy, sẽ có ngày này. Từ kia em đã có lần giáng sinh năn nỉ anh là hãy để cho em được yên thân đi. Đừng yêu, đừng thương, đừng bài trò nương gió bè măng. Càng không nên tính chuyện gối chăn rồi sầu hận khóc chia lìa. Vì anh là một phong lưu công tử sang giàu, thì đâu có thiếu gì những bậc tiểu thư lá ngọc cành vàng gấm ghé trao duyên. Lại yêu làm gì một cô đào hát không sự nghiệp chẳng tương lai, sống giấc giả điêu linh cho thiên hạ cười chê, tại sao lại mai mẹ chứ em? Chúng ta yêu nhau chung thủy, không có một sức mạnh nào ngăn cản được chúng ta. Chúng ta còn con nữa em mà. Con hả? Con mày hả? Yên tâm, ta đem quăng vô cô như diện. Thôi mà ông, bằng địa vị của một người cha trong gia đình và trong cả phủ này cũng là một bậc phụ mẫu chi dân. Người ta thương ban bố
dấu ân thì mình nhờ, người ta không hài lòng giáng quả xuống thì mình cũng đành cam chịu. Chớ có nhiều lời giáng xin cầu ly thì cũng chỉ hoài công. Đó, con thấy gì không? Con nghe nói gì không? Nó có cần gì tới con đâu nè. Mà tại sao con cứ đeo đẳng theo nó là làm gì? Trời ơi, Tuấn ơi, coi nè, con nói dân cậu mà ăn mặc coi nè như là sơ mớp gì đó. Trời ơi, con chịu được sao Tuấn? Ba nhìn thấy con mà đứt ruột vậy đó con à. Má ơi, đời dài dàng phong sương sơ xa của con không đáng để cho ba má thương đứt ruột. Vì chính cuộc sống này là giúp cho con tôi luyện thêm tâm hồn rắn rỏi với trần ai. Mà kẻ đang để cho ba má thương đứt ruột, đó chính là cô gái bơ vơ nghẹn ngào tuổi nhục và đứa con của con mà đang để cho ba má thương đứt ruột. Đó chính là đứa con của con mà ba má đành tâm bắt buộc phải đoạn liền. Đó, bà bắt đầu cho nó nói rồi đó, phải không? Thôi đủ rồi, đi về bà. Ba má lưu luyến nữa chi à, anh hãy về theo ba má cho phải đau làm mơ. Người mình cam phận số thiệt à, thôi anh đâu phải xa vợ cha quên con trốn tránh nợ làm người. Ba má ơi, nếu ba má không thương thì quỷ chung kiếp chúng con đi để cho ai linh hồn được trọn niềm chung thủy, còn hơn là chồng vợ cha con phải nát lòng đứt ruột cách xa nhau. Số kiếp của em là đã như vậy rồi, muốn được yêu anh em phải chịu nhiều mất mát. Một bên là nghĩa vợ chồng, còn một bên là chữ hiếu. Em cũng không biết phải tính làm sao nữa. Thôi anh hãy theo ông bà mà về đi. Không, anh đi đi. Ngày mai cuộc đời hát trong lại nối tiếp trong gánh hát nghèo. Trời đây mây đỏ mang niềm vui đến cho mọi người. Trong kiếp lang thang khổ cực lâu đông, người đời rẽ kinh vô loài cũng một kiếp người đó anh ơi. Không. Lùi nó vậy bà, lùi nó vậy biết không Xuân, lùi nó vậy Xuân. Mày đâu? Dạ. Bắt thằng nhỏ đem về phủ cho tao. Dạ.
trời ơi, bữa nay đông đủ, vui quá là vui vậy đó. Dạ, dạ, vui thiệt là vui nha. Dạ. Dạ, dạ thưa anh. Anh Xui. Anh Xui. Dạ thưa anh Xui. Dạ. Từ nay hai họ một nhà, đồng tâm kết nghĩa thông gia. Y phận thấp cao cách ngăn bấy lâu, nay chỉ là chim bao, buồn vui son sẻ có nhau. Được phút giây đây rồi, hai đứa mình hòa đôi. Con cái mình hòa đôi, không ai hết lo, chị Xuân khỏe re thôi. Có lời quan hô, bão giông đã qua, khổ đau xót xa, ôi đất trời nở hoa. Đêm hôn lễ bước vào xuân, năm mới đến pháo đầy sân, như thảm đỏ trải ngõ cho cái con đường vui. Dạ. Giờ đây xin phép chị Xuân, dạ, cho tôi được uống rượu mừng. Dạ. Hai con đâu hãy ra bãi đường thượng đèn hương. Dạ, vui. Xin mời cô dâu chú rể thượng đèn hương. Đám cưới, dạ, đám cưới bất hợp pháp. Dẹp, dẹp. Trả lại cho tôi. Dẹp, dẹp. Dẹp, dẹp. Trả lại. Chị Xuân. Phương Xuân. Ông bầu. Trời. Tại vì, tại sao người ta lại lại hất hủi con tôi? Tại sao người ta lại đồng ác với con tôi? Chị Xuân. Không lẽ cái nghề hát là có tội? Không lẽ nghề hát là một cái nghề như nhóm sống xa? Ông bầu. Thôi mình về đi. Thôi mình đi về đi ba. Số phận con lận đận gian thương thì con đành cam chịu ba. Số phận của chúng ta là như vậy đó ông bầu à. Thân phận bọt bèo của chúng ta, người ta đâu có cho phép mình có một chỗ đứng trong giới thượng lưu. Đừng mơ màng chuyện ảo tưởng xa xôi, người ta là gấm dốc, còn mình chỉ là giải sô phân biệt mấy từng sâu. Ngày trước con tưởng đâu họ có lòng nhân hậu, nay mới hay hỏi thấy cậy quyền, ăn ở thất đức vô tình. Ngắm nỗi bất bình mà nước mắt muốn trào ra, thương con ngàn dặm xót xa. Ba ơi dưới màn phong sân câu ánh đèn, con sẽ lấp muộn tiền mượn tiếng câu ca gợi niềm tâm sự, tìm khán giả làm nguồn. Để cho cô Phượng Xuân vui thì tôi là anh kép nghèo, Chí Vân sẽ đóng vai cao quân bào. Tôi nguyện trọn đời hiến thân cho sân khấu, cùng Lưu Kim Đinh đưa bán hiệu tầm xuân phiêu bà bốn phương trời. Lưu Kim Đinh là Phượng Xuân rạng rỡ, giặc cao quân bảo thấy sáng ngời trái tim nghệ sĩ, bóng tối hậu trường chung thủy đậm tình hơn. Đường dài lưu diệt gian nan, kiếp tầm ta lại gánh chung nợ tầm. Có anh có chị chia phần niềm đau bất hạnh với lần trong. Trời ơi, cái bọn này cứng đầu thật mà. Ta đã dẹp cái đám cưới rồi mà còn ở đây làm gì? Đi, đi, đi. Đi ba, mình đi về đi ba. Về không bao? Đi, không thể ta đi làm gì vậy? Thiếu nợ tôi chưa trả tiền. Nghèo mà kéo, giàu giàu mà kéo, giàu mà kéo. Giàu mà kéo. Muốn gì? Trời ơi, kéo quá, về. Trời ơi, nhỏ này lân quá trời. Đâu rồi? Đông quá, đông quá. Cô dâu đâu rồi? Cô dâu đâu rồi? Đám cưới, đám cưới mới đây mà. Má, đông lắm mà má. Cái gì đâu? Cô dâu đâu má? Cô dâu đâu có đâu. Mới đây mà. Đâu có cô nào đâu. Con thấy đông vui lắm mà má. Trời ơi, con lại mê sảng nữa rồi. Tuấn ơi, má đem thằng Tú về đây để cho con hết bệnh mà. Sao con không hết bệnh vậy con?
thì ra chỉ là giấc chiêm bao. Má ơi, nàng đã mất chồng rồi, bây giờ mất con nữa làm sao nàng sống nổi má. Tuấn ơi, trời ơi, Tuấn à, bây giờ con đi theo má vô trong uống thuốc nha con. Đi con, nghe lời má đi con. Má đang nghe. Đừng nhìn má vậy, má sợ lắm á. Lần nào cũng má không à. Sao vậy? Sáng bữa nào con cũng gặp má hết nghe. Má cẩn thận nghe. Cho má biết nghe. Tuấn. Bà ngồi xuống nghỉ đi bà. Nó không có chết đâu mà bà sợ. Riết rồi nó quen à bà. Chết rồi ông. Ai vậy? Ông Bầu. Bầu trời hả? Ơi. Tới đây làm gì? Ông ta không tìm cháu ông đó. Trời ơi, nó tới hả? Bà nói chuyện với nó nha. Trời ơi, ông phải trả lời với người ta chứ, tại sao ông bỏ đi đi vậy? Tôi không có muốn đùi chối lằng nhằng. Ông không muốn đùi chối lằng nhằng, tại sao ông làm khổ tôi? Nhưng mà rồi nó vô đây nó nói ngang nó ngược là tôi trả lời sao? Ông không trả lời được thì làm sao tôi trả lời được? Bà cứ trả lời sao, bà trả lời đại đi. Có chuyện gì vậy ông Bầu? Bà ơi, con xin bà. Bà làm ơn bà trả con lại cho con đi bà. Con nói gì kỳ vậy? Con đâu mà trả cho cô? Bà ơi, bà làm ơn bà trả con lại cho con đi bà. Nhưng mà con ở đâu mà con xin? Không phải xin mà là đòi. Đòi cũng được nữa. Nhưng mà mấy người đem nó về rồi mấy người lấy gì nuôi nó hả? Nói đi, nuôi nó bằng cái gì? Dạ thưa bà, những đứa con nhà nghèo vẫn được lớn khôn, vẫn được nuôi dạy đàng hoàng, dù rằng không có chăn bông hay sữa hộp. Con của con cắt ruột con sinh ra, con biết con phải nuôi nó bằng cái gì? Có thể bằng chính máu thịt của con, hay bằng cái thể xác vô hồn này đã bị người ta cướp mất của con hạnh phúc. Dạ phải. Bà có thể cướp khỏi vòng tay của con một người chồng trăm năm kết tóc, nhưng xin bà đừng cướp đi giọt máu thiêng liêng từ một mối tình duyên vô phước vô phần. Con xin bà hãy để cho trọn vẹn. Bà giữ con của bà thì bà hãy để cho con được giữ con của con. Nước mắt con đã khóc hết cho chồng, vậy nụ cười con xin dành cho hòn máu rơi kỷ niệm. Bà có giữ tiền rừng bạc biển, xin bà hãy bố thí cho con một ước nguyện tầm thường. Cái gì mà con phải xin chứ? Con của mình người ta bắt mình đòi lại, người ta phải trả, không trả mình quậy nát cái phủ này rồi ra sao đó thì ra. Đừng có nóng ông Bầu, tôi thương cháu tôi nên tôi muốn đem nó về đây để tôi lo cho nó được đầy đủ, để khỏi phải lông đông vất vả. Chứ có gì đâu mà ông đòi quậy. Ông muốn quậy phải không? Rồi sao? Đâu bây giờ ông thử quậy cho tôi quay thử coi. Cháu nào của bà? Bà có nhận ai là dâu của bà không? Bà khoe bà có cháu chứ. Không lẽ nó từ trên trời rơi xuống
hay là dưới đất nẻ nó chui lên? Không, nó là con của một mối tình không tuổi không tên. Và nó được sống lòng theo ghe hát. Và trôi nổi linh đinh trên sông gió chập trùng. Xin bà hãy trả nó lại cho cô và bà yên lòng. Nó sẽ được nâng niu trong vòng tay của những người tốt bụng. Con chỉ rời khỏi nơi đây hơn của đứa trẻ xuống đời làm nguồn sống cho con. Tu ơi, con đừng khóc để ba tìm mẹ con. Ba tìm mẹ con về cho con nghe con. Con của mẹ. Giang ra để ta đi tìm cô dâu. Tao đi tìm cô dâu là Mang Tú. Mang Tú là vợ Tuấn. Tao đi tìm cô dâu. Anh Tuấn, cô dâu em nè. Cô dâu bỏ tao. Anh Tuấn em nè. Em nè. Em là vợ của anh đi nè. Phải. Em là vợ của anh đi nè. Xuân là vợ của con. Ba của thằng Tú nè. Xuân. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Con của mẹ. Anh Tuấn của anh bệnh nặng lắm hả anh Tuấn? Anh nhớ em anh mới bệnh thôi. Nhìn thấy anh xanh xao tiều tụy như thế này em khổ lắm anh biết không? Anh nhớ em, anh không ăn uống gì được hết. Vắng em, thiếu em chắc anh không thể nào sống nổi đâu em à. Vắng anh em cũng không thể nào sống nổi. Nhưng mà ai cho phép em được ở lại đây với anh chứ? Má, má cho phép con ở lại đây với má. Bà lấy cái quyền gì? Ông hỏi sao? Tôi lấy cái quyền gì hả? Quyền làm mẹ. Quyền làm mẹ. Nhưng không có nhân nhị gì hết trời trơn. Tôi muốn thằng Tuấn cưới con Xuân. Rồi muốn ra sao thì ra. Bất quá đó hả, tôi đi theo cánh hát luôn. Trời ơi, thôi chết rồi. Em à, má, được, má được. Anh đã bằng lòng cho em ở lại đây với anh rồi. Được. Dạ. Được. Nhưng mà ở mà không có tư cách vợ chồng. À, ý ông Phụ muốn nói đó, con Xuân ở lại đây như là một đứa đệ tớ, giặt giũ nấu ăn, sắc thuốc trải giường, chờ thằng nào thành Tuấn nó hết bệnh xong, ông lại vừa ba con đuổi nó ra ngoài đường. Trời ơi, nhưng... tội quá các ông ơi, sao mà cứ ham gây sự? Thằng Tuấn nó ngây ngây dại dại như kẻ mất hồn, chạy chữa không lo. Nó cãi cọ lòng vòng, đợi nó chết rồi mới khóc phải không? Xin con, chuyện của con thì con nên quyết định. Dạ, ba chỉ sợ người ta bội bạc dòng tình. Con hứa sẽ đem sinh mạng chính mình bảo bọc giữ gìn phẩm giá cho em. Em, ở lại đây với anh. Dục tung ma ra chốn xa trường, dạy gia thành thọ châu. Không, không thể được ta. Ta ơi, con không thể dững dưng nhìn gánh hát con đã rời. Bạn diễn mỗi người trôi giặt một nơi. Anh Tuấn ơi, em đành phụ sân khấu đang chờ em trở lại trả nợ dâu. Xuân ơi, trời xin em ra phô thác cho em tiếng hát giọng ca đi trang điểm cho cuộc đời làm vui thiên hà. Mỗi quyên rượu trên thế
cám dỗ được em xa rời khán giả, thì anh đâu thể vì tư lợi nhỏ nhen trói buộc em cho thỏa già riêng mình. Ngày thì thông của riêng ai, sân khấu là gia đình, trong dục đờn ráo đèn màu bực sáng, mọi khúc mắt vui buồn để bỏ lại sao. Anh hiểu em là người của nắng gió mười phương, đêm xuân em đi dâng thân vào cuộc sống, màn nhung mở ra tâm hồn trải rộng, em bay cao trong khát vọng của mọi người. Thì tao đã nói rồi, mày không có chịu nghe, mày đi tìm con hát. Thưa ba, tòa tháp ngà dinh phụ, mình nhìn ra bên ngoài con mắt trưởng thượng kiêu xa, đâu thấy được có những con người mang trái tim trong sáng, coi nhẹ phú quý vinh hoa như những áng mây hồng. Họ chỉ sống bằng những tình cảm thật ở trong lòng, không bận biểu bon chen tranh quyền đoạt lời. Người ta bảo đồng tiền có thể mua tiên, nhưng mà sự thật có những thứ rất thiêng liêng mà không có của cải nào mua nổi. Chỉ cần một chút nghĩa, một chút tình là xóa bỏ hết mọi cách ngăn. Mày ám chỉ ai vậy? Thưa ba, con xin phép ba con đứng về phía giảng đơn, để tâm hồn con được công dung thanh thản, vì ở đây con hận ờ tối tâm mê loạn như một cái bóng âm thầm chập chọn giữa màn đêm. Tao cũng chưa hiểu mày nói cái gì. Thưa ba, con muốn nói ở đây kính cẩm cao tường khó thở, con cần khí trời, con cần sông nước ruộng đồng phóng khoáng. Vậy có nghĩa là, thưa ba, con xin phép ba má, con đi chung con đường với vợ con. Con đường dù gian nan, nhưng lúc nào cũng sáng trưng dưới ánh đèn sân khấu. Lại ba má con đi. Con đợi má đi với con ơi. Bà biểu mà nó đợi bà đi đâu? Tôi đi, ông ở lại đây đi, tôi đi luôn. Bà đi theo cho bầu đó phải không? Trời ơi, già rồi đừng có nói bậy nữa nha. Tôi đi. Đi đâu? Tôi đi, tôi nuôi cháu nội của tôi kìa. Nè, đứng lại. Gì nữa đây? Tôi ra lệnh cho bà. Ra lệnh gì? Chạy theo liền, mời ông bầu với tụi nó trở lại đây lẹ. Chơi vậy đặng cộng đồng ta nữa hả? Không. Chứ sao? Tôi đứng ra làm đám cưới cho hai đứa nó. Hả? Trời ơi, nó thiệt hay không? Trời ơi, ông bầu ơi, ông bầu. Nó thiệt hay không? Ông bầu ơi, ông bầu. Trời ơi, cưới ông bầu ơi, cưới ông bầu. Bà cưới tôi hả? Cưới bầu ông hai. Ai cưới ai? Hả? Ê, ông bầu, anh xui, dạ, anh xui. Vì bà mừng quá, bà nói lộn. Đám cưới là tôi lo đám cưới cho hai đứa tụi nó thật là linh đình. Dạ. Còn ông bầu giờ thành anh xui. Bắt anh xui. Kính thưa quý vị, rất chân thành cảm ơn sự có mặt cũng như ở lại và ủng hộ của quý vị cho đến giờ phút này. Cho vở tuồng Giấc mộng đêm xuân cũng như đêm kỷ niệm 45 năm ngày Phượng Liên góp mặt với nghệ thuật sân khấu. Xin chân thành cảm ơn quý vị và mong rằng đêm hôm nay sẽ để lại trong lòng của khán giả những tình cảm rạc rào vô biên dành cho Phượng Liên cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp cho vở tuồng hôm nay.